cho ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống đáng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới, sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi, sống an vui thế đời ơi ta vui sống, sống như như thế mùa xuân luôn thắm tươi, xuân mãi thắm tươi, sống như xuân mãi mình đang như như thế, chính như như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống vì ta mãi mãi như, sống như như ấy đời đời mãi tình thôi. Sống tôi đang sống, đời ơi sao vui quá, sống tôi đang sống vì đời quá tươi vui, sống như đang sống đời vui tươi mãi mãi, sống đang vui sống từ nay mãi mãi như. Sống cho ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp. Thank you.
Tiếp tục cái phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Ngày sáng này chúng ta đã quán lỗ chân lông của Đức Phật rồi ha. Không nên quán Phật một chân lông, tất cả chúng sanh ở trong đó, chúng cũng chẳng đến cũng chẳng đi, phổ kiến thiên vương đã hiểu biết. Nhìn chúng ta học tiếp cái phần kế: Tri túc thiên vương được giải thoát môn, tất cả Phật xuất thế đều viên mãn pháp luân giáo hóa. Cái vị tri túc thiên vương này cũng được một cái thấy biết là gì? Là tất cả Phật xuất thế đều viên mãn pháp luân. Cái này nếu mà dùng cái trí thế gian để có thể hiểu thì chúng ta cũng có hiểu được ít phần. Vì nếu mà không có viên mãn cái Phật quả, không có viên mãn cái việc mà lợi sanh đó, việc thuyết pháp đó, thì không thể thành Phật được. Nhưng ở đây á, đây dùng cái từ là viên mãn cái pháp luân. Tất cả chư Phật đều chuyển pháp. Ở đây chúng ta không có thấy cái cầm bánh xe chuyển pháp lưng ở trên của mình là 12 cầm. Không phải 12 nhân duyên mà tôi nghĩ là chắc nhiều người nhìn nghĩ nó là 12 nhân duyên chứ không phải, nó là 12 cầm. Tức là ba thời chuyển pháp luân của Đức Phật. Thời thứ nhất gọi là khuyến chuyển, thứ hai gọi là thị chuyển, thị chuyển rồi khuyến chuyển rồi chứng chuyển, các ba thời. Mỗi một lần đó là giảng tứ đế, ba lần bốn là 12. Cho nên nếu mà nói tới bánh xe chuyển pháp luân là phải nói 12 câm, ba thời, nhớ như vậy. Mấy người trẻ trẻ mà thọ giới sau này nó ba thời chuyển pháp luân Đức Phật lại gì không biết, đường trả lời không cho thọ giới. Thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Như vậy là Đức Phật viên mãn pháp luân giáo hóa.
có nghĩa là tất cả chư Phật ba đời đều chuyển pháp luân tự đệ, chuyển pháp luân tự đệ, không? Thì vậy là cái thời thứ nhất là thị chuyển. Ví dụ như là Đức Phật nói đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Nói vậy có ai hiểu không? Nó gọi là thị chuyển. Tức là Đức Phật chỉ về cái sự thật của khổ. Nhưng mà Đức Phật nói đây là khổ thì không biết, không ai biết khổ là cái gì, khổ tới đâu, khổ ra làm sao, ý nghĩa của khổ là cái gì. Cũng như đây là tập đế, đây là diệt đế và đây là đạo đế. Tức là Đức Phật chỉ ra cái sự thật, cái khổ của thế gian này rồi có là cái gì? Có ba cái khổ căn bản: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Rồi được phân tích là sanh lão bệnh tử khổ, quán tán hội khổ, rồi ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán ngũ ấm xí thành khổ gì đó. Tức là đó là Đức Phật chỉ ra sự thật, chứ không phải Đức Phật nói thế gian này là phải khổ. Nhưng mà sự thật của cái người thế gian á, khi mà họ chưa hiểu biết Phật pháp thì họ phải sao? Họ phải khổ. Nhưng mà khi hiểu biết Phật pháp là khác ạ. Khi hiểu biết Phật pháp thì hoàn toàn nhìn thế gian nó không có còn khổ giống như một người bình thường. Cho nên nếu mà chúng ta học Phật pháp không kỹ á, thì mình thấy tứ diệu đế, đế là cái gì nó chắc thật, nó không thể thay đổi. Vì là khổ đế là nền tảng của thế gian. Cho nên ai nói thế gian này không khổ là người đó nói không đúng lời Phật dạy. Đương nhiên thế gian lầm mê sẽ là khổ. Nhưng mà khi người ta hết lầm rồi thì người ta đâu còn cầu để không được khổ đâu. Có được cái không được cái họ hết cầu rồi. Mọi người vô cầu, vô chứng, vô đắc, không có chuyện khổ với cái chuyện cầu bất đắc rồi, đúng không? Thì đâu có chuyện quán tán việc ly, họ hết kẻ thù rồi, đâu có chuyện mà hội tụ. Vì ví dụ như kẻ thù mà ngàn kiếp có gặp đi nữa thì họ cũng cười xòa cho mi chém cái đầu ta cũng cười nữa, không có chuyện khổ. Bây giờ nó sẽ khác đi với cái người đó. Nhưng mà vấn đề là ở đây chúng ta muốn nói tới cái thị chuyển pháp luân của Đức Phật. Tức là trong cái thời chuyển pháp luân đầu tiên, Đức Phật nói lên cái sự thật của khổ. Thì sự thật này đối với người đang còn lầm mê trong sinh tử, Đức Phật đang nói với cái cấp rất là thấp. Chúng ta nên hiểu điều này. Đức Phật đang nói với một người bình thường mới bắt đầu học đạo thì nói thế gian này khổ. Và nếu như chúng ta là cái người sơ tâm học đạo, chúng ta cũng thấy được sự thật là như là khổ, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, tử là khổ. Chuyện đó là sự thật, không ai tránh khỏi. Và nếu ai còn lẩn quẩn trong đó thì sẽ còn khổ. Trong mấy cái điều này nếu ai còn dính vào là chắc chắn sẽ khổ. Nhưng mà cái thứ hai, ví dụ như bây giờ sau khi mà học hiểu như vậy rồi, thì bất chợt có Đức Phật khuyến khích chúng ta học, khuyên chúng ta nên hiểu và tu tập. Ví dụ như bây giờ tới cái phần diệt đế. Diệt đế tức là niết bàn. Thì khi mà một người nó dứt trừ 10 tập nhân đau khổ sẽ chứng đắc niết bàn. Đó là sự thật xảy ra với mọi người đã có tu tập. Còn nếu như chúng ta muốn đạt được cái niết bàn đó, chúng ta phải sử dụng cái gì? Tới bát chánh đạo. Thì Đức Phật khuyên chúng ta phải tu tập sao để có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, ví dụ vậy. Thì như vậy là Đức Phật khuyến khích chúng ta phải học, phải hiểu và phải tu tập. Phải thấy rõ, học để thấy rõ là thế gian là khổ như vậy, cho nên phải xa lìa cái khổ đó. Cái nguyên nhân để đưa đến cái khổ là 10 tập nhân là tham sân si mạn nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ và cấm thủ, tà kiến gì đó. Chúng ta phải học để chúng ta đừng có tạo 10 tập nhân này. Và chúng ta sẽ học bát chánh đạo để chúng ta giải trừ tất cả những cái nguyên nhân sanh ra cái khổ, để chúng ta chứng đắc niết bàn. Đó gọi là khuyến chuyển. Rồi để chứng chuyển là gì? Tức là cái sự thật của khổ mấy ông phải thấu hiểu. Thấu hiểu không có nghĩa là mấy ông phải khổ như người ta. Khác đi. Hồi nãy là thị chuyển, tức là chỉ thế gian này là khổ. Bây giờ tôi chứng cái khổ này là chứng sao? Đây là vấn đề mà tứ diệu đế trong cái ba cái tam chuyển thập nhị hành ít có người nói tới. Bây giờ chứng tứ diệu đế. Giờ không có nghĩa là thế gian này là khổ như vậy, ông học cái pháp này để ông tu để ông thoát cái khổ. Ví dụ như Đức Phật nói là đây là khổ,
đây là khổ đế. Thì nếu như có người có trí tuệ để thấu triệt cái khổ này, thì ngay khi cái khổ của sanh là ông phải đạt tới cái chỗ vô sanh. Ông thấy được cái sự thật của cái sinh diệt, sanh lão bệnh tử này, thì cái trí để nhận định được cái sinh lão bệnh tử đó là trí vô sanh, thì ông sẽ chứng thật được cái sinh tử. Chứ không phải là ông chứng cái sinh tử là ông phải vô đây ông sanh, rồi ông phải già, rồi ông phải bệnh, ông phải chết rồi mới được gọi là ông chứng. Cái đó không có nghĩa là như vậy. Với cái trí chứng của chư Đại Bồ Tát thì tất cả những cái việc xảy ra của chúng sanh, các vị đều thấy rõ bề mặt bề trái của cái khổ này, thấy rõ cái chân cái ngụy của cái khổ này, đó là một cái sự thật. Rồi á, tới cái tập đế, cái tham này, thì thấy rõ cái nguyên nhân, cái nguồn gốc, cái sinh khởi của cái tham là cái gì. Mà người thấy được cái đầu mối, cái sinh khởi để sinh ra cái ý niệm tham tâm này, tức là người ở trong đại định, người đó mới thấy được cái mầm móng sinh khởi, tức là cái đầu mối sinh tử của tất cả chúng sanh muôn loài trong pháp giới mười phương này. Chứ không phải ở chỗ nào mới có đủ sức thấy nó. Và cái thứ ba là cái diệt đế. Không có nghĩa là Đức Phật khuyến ông tu pháp này, ông tu pháp kia, ông tu pháp nọ để ông đạt được nữa. Mà đây là cái giai đoạn chứng chuyển. Có nghĩa là cái diệt đế là niết bàn, là cái sự thật đang hiển hiện tại thế gian này. Thì giống như nãy vậy đó, tất cả chúng sanh đều hiện trong cái lỗ chân lông của Đức Phật. Thì ở niết bàn đó là một cái gì rất là hiện hữu, hiện thực ở đây. Thì khi nào ông thấy tường tận, ông không còn lầm trong cái sanh, không còn lầm trong cái già, cái bệnh, cái chết, ông không còn lầm trong tham sân si mạn nghi thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến, thì ông cũng sẽ là cái người không lầm niết bàn này. Niết bàn này là một cái hiện thực đang hiện hữu mà nó dung chứa tất cả những tham sân si mạn nghi thân kiến trong đó. Nó dung chứa 8 cái khổ trong đó. Và bát chánh đạo tức là cái thấy biết, cái chánh kiến tức là cái thấy đúng với chân lý. Có nghĩa là cái thấy biết của mình không lúc nào bị lầm mê. Chứ không phải bát chánh đạo là phương pháp tu tập nữa, đúng là chứng cái chánh kiến, đạt được cái chánh kiến, sống bằng cái chánh kiến, có được cái chánh kiến ở trong nhân gian này, chứ không phải là tu tập để đạt được chánh kiến. Thì vậy là nói tới tứ diệu đế, nói tới chuyển pháp luân, tới tam chuyển thập nhị hành, nói tới cái phần chứng chuyển này, thì từ đế thứ nhất cho tới đế thứ tư là một cái hiện thực hiện hữu vốn dĩ là như thế, không thể thay đổi được. Không thay đổi được không có nghĩa là người ta còn sanh già bệnh chết. Sanh nó vẫn nguyên sanh đó, nhưng mình ở trong cảnh giới vô sanh, cho nên không bị cái sanh làm khổ. Cái tham nó vẫn nguyên là cái tham đó, nhưng cái tham này không phải là nguyên nhân để gây đau khổ. Niết bàn là cảnh giới thật đó, mà tất cả chúng sanh an hưởng trong đó, chứ không phải là tu tập để chứng tới. Cái chánh kiến là cái vốn sẵn đủ của tất cả chúng sanh, là cái tri kiến giác ngộ sẵn đủ của tất cả chúng sanh, để chúng sanh thấy biết đúng như thật pháp đang hiện hữu như thế, tức là đang yên ổn trong cảnh giới niết bàn, gọi là chứng chuyển pháp luân thứ tư, tứ đế thứ tư đó. Thì vậy là tất cả chư Phật đều viên mãn pháp luân này. Và khi một người đạt tới chứng chuyển này rồi thì người đó mới đủ khả năng chuyển pháp luân tứ đế. Cho nên tất cả các pháp thế gian, nói về tất cả pháp thế gian, hoặc là chúng ta nói về tất cả các kinh điển của đạo Phật, thì không ai có thể nói vượt qua ngài tứ đế này. Nếu mình lý luận về tứ đế ở một cái chiều sâu, chiều cạn của nó, ở chiều thấp, chiều cao, ở chiều mà tiệm tu cho tới siêu vượt sinh tử, cho tới đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng để có thể thành Phật, thì cũng từ tứ đế này mà ra. Thì chư Phật từ cái chỗ mà giác ngộ toàn triệt của mình để nói lên đầy đủ pháp luân tam chuyển thập nhị hành này. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Khi mà nói tới đầy đủ viên mãn pháp luân là chúng ta nên hiểu đó là ba lần chuyển pháp của Đức Phật. Ba lần chuyển pháp không có nghĩa là Đức Phật đi giảng Ấn Độ ba lần tứ diệu đế, không, ở hội này giảng lần, hội kia giảng lần, hội nọ là không phải như vậy.
Đó là ra khi mà chúng ta học về Pháp Luân Tứ Đế là chúng ta phải biết điều này. Chuyển Pháp Luân, nói tới chuyển Pháp Luân là chúng ta sẽ hiểu, chúng ta sẽ ngầm hiểu là tam chuyển thập nhị hành mới gọi là đầy đủ. Cho nên các chùa cứ làm cái biểu tượng mà có tám câm rồi nói là bát chánh đạo thì nó gần giống như bát quái, ra khiến người ta bị hiểu lầm dữ lắm. Nhưng mà đúng Pháp Gia Chuyển Pháp Luân không phải là tám mà phải là 12. Hỷ Lạc Hải Kế Thiên Vương được giải thoát môn, thân quang minh thanh tịnh khắp hư không. Ông này có một cái đặc biệt là gì? Thân sáng, tức là cái hào quang sáng và thanh tịnh khắp hư không, thì cũng giống giống như mấy ông chư thiên hồi trước mình gặp ha. Đó, hồi trước hồi nãy cũng có một cái ông chư thiên có cái hào quang cũng khắp mười phương pháp giới này, thì vị này cũng vậy. Như vậy là như mình đã từng nói với nhau là khi mà chúng ta giải quyết được một tầng vọng chấp thì chúng ta sẽ có thêm cái gì? Một tầng bậc ánh sáng. Thế vậy á, giống như cái đèn chúng ta đang sáng đây, nhưng mà sử dụng một cái tầng đèn, một cái loại đèn khác cao cấp hơn thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó sáng hơn chút. Vẫn là ánh sáng, mình thấy được mọi vật, vẫn đọc chữ được, nhưng mà nó thêm một bậc sáng khác, nó sẽ sáng hơn, sáng hơn. Thì khi mà một người phá những cái vọng tưởng, vọng chấp á, ví dụ như mình nhìn người đó bữa nay cái mặt họ sáng vậy, nhưng ngày mai họ sẽ sáng lên cái gì đó, mình thấy nó có một cái gì nó hơi lạ hơn trên cái diện mạo này. Nhưng mà đó chỉ là cái sáng trên cái mặt thân tướng thôi, nhưng mà cũng là cái đó, nhưng mà da thật sự thì nét da người đó không có thay đổi gì trắng hơn đâu. Nhưng mà chính nguyên nhân là ở nơi thâm tâm họ có một cái gì đó vượt thoát á. Và khi họ vượt thoát một cái gì, cái mặt họ rực lên chút, gần như người ta nhìn không ra, ta thấy nó có một cái gì lạ trên cái diện mạo người này, nhưng mà họ không biết cái gì, không có giải thích được. Thì chỉ có những cái người mà phải nói là ở tầm những cái vị chư thiên hoặc là các vị đại Bồ Tát sẽ nhìn ra điều này. Mình không nhìn thấy người kia hào quang rộng hơn, không nhìn thấy được, nhưng mà các vị sẽ thấy được là rộng hơn, sáng hơn, rất rõ ràng. Thì vị thiên vương này nó có khả năng là quang minh của vị này là khắp hư không, có nghĩa là cái ánh sáng của ổng hiện tại thì nó đang sáng khắp hư không này, nhưng mình đâu thấy đâu. Nhưng mà chư Phật, chư Bồ Tát thấy, các vị chư thiên khác thấy. Cho nên khi mà người này nói là tôi chứng được cái hào quang sáng khắp hư không là không thể nói dốc được à. Đây là một cái sự thật đang hiện có. Cho nên tới đây rồi là dù có nói không nói thì với các vị Bồ Tát, các vị Phật đều thấy rõ ông này sáng rực khắp hư không thiệt. Ra chứng tới một cái chỗ gọi là hào quang sáng khắp hư không là một cái gì đó, là một cái hiện thực, một hiện tướng chứng đắc rõ ràng lắm. Cho nên nó tại sao mà những người ở sâu ở trong rừng, nó mới cái đêm đó thành đạo, sáng hôm sau người ta bắt đầu người ta đi từng đoàn tới để người ta lễ lại. Tại nguyên đêm đó là chư thiên báo hết rồi. Chỉ cần trong một sát na thôi, trong một khải móng tay là khắp mười phương thế giới chư Phật, chư Đại Bồ Tát, các vị thánh hiền biết. Nói các vị chư thiên biết, bắt đầu nào là thúc người biết đạo, không biết đạo là cứ suối đi đại, nên lễ mấy vị đó là kiếm chút phước. đó là một cái sự thật. Thành ra nếu mà những vị này mà xuất hiện ở trong nhân gian của mình rồi, dù ở sâu ở trong rừng đi nữa, trước sau gì thì cũng có cả đoàn là tới để lễ lại cúng dường, không thể nào tránh được. Thì khi hào quang đã sáng rồi là không có giấu nhẹm được. Với người thế gian thì cái nghiệp của mình che để mình không thấy hào quang của người khác, chứ không phải là hào quang người ta không sáng. Ra ta nói, ủa, có nhiều người thắc mắc nó, ủa sao nói chư Phật, chư Bồ Tát gì đó hiện hào quang luôn mà sao tôi không thấy ta? Mình phải trả lời sao? Trả lời rất là đơn giản là tại mấy người lấy cái nghiệp của mình che, gỡ nghiệp mình ra mình sẽ thấy hào quang liền. Mình phá vỡ cái nghiệp của mình là mình sẽ thấy hết mọi điều. Tối thắng công đức tràng thiên vương được giải thoát môn, nguyện hải thanh tịnh tiêu diệt khổ thế gian. Ông này nó có một cái nguyện rất là lớn là tiêu diệt cái khổ của thế gian. Thì cái này không có thua gì cái nguyện của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, đúng không? Nhưng mà địa ngục gì không thể bất thành Phật. Tức là còn một cái chúng sanh trong địa ngục là thề sẽ không thành Phật. Mà bây giờ Đức Phật đã thành Phật rồi,
Thì vậy là Đức Phật so với Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát ai hơn? Ngài Địa Tạng chưa thành Phật vì còn chúng sanh đau khổ trong địa ngục. Đức Phật mình thì thành Phật rồi. Vậy là Đức Phật không có cái lòng từ bằng Ngài Địa Tạng hay sao? Đây là điều hơi bị lạ, không? À, nhiều khi chúng ta học mà chúng ta bị phản biện như vậy là phải biết cách đó, chứ không thôi là thoát không khỏi mấy chuyện này, không? Cái ông chư thiên này có khả năng là tiêu diệt hết, tức là có cái nguyện hải, cái nguyện rất là thanh tịnh. Như là tất cả những cái khổ của thế gian gần như không còn nữa thì mới chứng được cái quả niết bàn. Tức là nếu như như Ngài Địa Tạng này, Ngài phát nguyện là nếu như còn một chúng sanh đau khổ trong địa ngục là Ngài thề sẽ không chứng niết bàn. Chỉ vậy là Ngài Địa Tạng đang ở niết bàn hay là ở ngoài niết bàn mà nói nổi câu này? Hỏi lại, Ngài Địa Tạng ở trong niết bàn hay ở ngoài? Khi một người mà không có tới cảnh giới niết bàn không dám phát nguyện này đâu. Không đạt tới cái chỗ đó không có dám phát nguyện này. Họ tới chỗ này họ mới thấy rõ ràng là về cái mặt mà lý á, không phải nói lý mà về cái mặt thực tế, về thực tế, thực chứng, thực tu á, thì tất cả các vị đại Bồ Tát đều đã tới một cảnh giới hoàn toàn không còn cái một chúng sanh nào sinh khởi cái đau khổ nơi tâm. Chúng sanh là gì? Là tập chủng duyên sanh, là chủng chủng duyên sanh. Như vậy nó tập khí để sanh khởi ý niệm sinh diệt, tập khí để sinh khởi ý niệm ác để tạo địa ngục không còn, những cái chủng tử sinh khởi địa ngục cũng hết, thì người đó mới đạt được cái đại định. Tới cảnh giới này, vị này thấy một cách rất rõ ràng là thực sự chỉ còn một chủng tử rất nhỏ để tạo ác thôi thì không cách nào chứng thành Phật quả. Đây là một cái sự thật. Cho nên khi trước cái phút giây, không? Trước phút giây mà chứng thành Phật quả như hồi trước ngay đoạn đầu cái Kinh Hoa Nghiêm chúng ta học, chúng ta thấy đó, là không có nói chuyện cái chư thiên cõi trời nữa, địa ngục thì đương nhiên không có rồi. Ngay cả trong cái bản kinh Pháp Hoa thôi là đã dời cõi người, cõi trời đi chỗ khác trước khi mở tháp Đa Bảo rồi. Tất cả chúng sanh đều được bay lên hư không hết, chứ không phải ngồi dưới đất này nữa mới có khả năng mở được cái tháp Đa Bảo. Cho nên chỗ này là không có cửa để địa ngục mở rồi. Địa ngục gần như đóng cửa lâu lắm rồi không có ngày mở ra đó. Cho nên là một niệm rất nhỏ, một chủng tử rất nhỏ sinh khởi nơi tâm không thể được với người ta, thì người đó mới có khả năng chứng quả niết bàn. Nhưng ở bên ngoài về cái việc phải độ sanh trong tất cả các cõi giới khổ đau như là địa ngục, thì một vị Bồ Tát sau khi đã chứng được cái vô sanh của chính mình rồi, tức là yên ở trong cảnh giới niết bàn rồi, thì Ngài bắt đầu mới đi độ sanh. Đạt được tới cảnh giới này rồi mới dám đi độ sanh. Chưa tới đi độ sanh thì coi chừng chúng sanh độ ngược lại không phải dễ mà độ sanh. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Thật ra đối với đạo Phật mà chưa chứng đắc mà nói là mình phương tiện độ sanh là có ngày chìm xuồng, không bao giờ đi qua tới bến bên kia nổi đâu, đừng có hy vọng. Vì vậy mà cái nguyện của cái vị chư thiên này là khi Ngài đã đạt được cái thanh tịnh của tự tâm rồi, cái tự tâm thanh tịnh là hoàn toàn dứt mất hết tất cả những mầm mống khổ đau, và khi Ngài quay trở lại để cứu khổ chúng sanh, Ngài cũng không khổ được. Thế vậy á, cũng khóc cũng cười trong nhân gian, chơi cho nó gần như giống cái kiểu khóc của thế gian, kiểu cười của thế gian, chứ nói là khổ thật là không có rồi. Chuyện đó hoàn toàn không có xảy ra. Cỏ cũng nhăn mặt cũng nhíu mày, tại vì mang thân này mà không khóc không cười là không có giống loài người. Giống loài người người ta cũng khóc cũng cười giống như mình vậy đó. Nhưng mà nói khổ là không có. Nói rồi phải khổ đau thực sự với người này là không có. Cho tất cả các khổ, trong 8 cái khổ đó là hoàn toàn không có. Khổ khổ, hành khổ, hoại khổ cũng không có với người này luôn. Tức là 3 cái khổ căn bản lại càng không có nữa. Thì khi Ngài ra khỏi cái đó rồi thì mới quay lại, mới thông cảm được cái nỗi khổ của thế gian. Không ra khỏi, không thông cảm nữa đâu. Tại lúc đó mình đang vật lộn với khổ, mình không có đủ trí để thấy.
à, đang ở trong địa ngục thì đừng nói mình độ ai. Tự mình cứu mình không xong đừng nói độ người khác. Cho nên thật sự là các vị này ở ngoài tất cả những cái khổ rồi. Và khi họ nhìn thấy tất cả chúng sanh muôn loài đang vật lộn với cái khổ đó không lối thoát, cho nên họ phát khởi cái từ bi, họ thương mến, họ tìm đủ mọi cách để họ kéo mọi người ra. Phải nói là có sức thì mới có thể lôi người thoát khổ. Còn chưa đủ sức mà nghĩ rằng mình tới rồi, tới đâu thì chưa biết, mà để độ sanh là trước sau gì mình cũng phải bị chìm xuồng. Tịch Tịnh Quang Thiên Vương được giải thoát môn khắp hiện thân thuyết pháp. Ông này mới ghê á. Tức là ông này ông chứng được một cái quả là hiện thân khắp tất cả các nơi để thuyết pháp. Ví dụ như bây giờ đang có chúng ta đang thuyết pháp đây thì Ngài có hiện thân đây không? Coi chừng có nha. Coi chừng có. Có nghĩa là ở nơi nào mà có chúng hội đạo tràng thì Ngài Tịch Tịnh Quang Thiên Vương này xuất hiện ở đó, hiện thân ở đó để thuyết pháp. Như vậy là nơi nào có chúng sanh cần cầu Phật Pháp thật sự thì Ngài hiện thân thuyết pháp. Thế ra cái hiện thân của Ngài họ không phải là họ hiện thân của một ông trời ngồi ở đây, nhưng mà có khi là một cái vị nào đó không? Ngài mang thân hình của một người nào đó đi tới đây để thuyết pháp, chứ không phải là Ngài Tịch Tịnh Quang Thiên Vương là sẽ hiện đúng cái thân tướng Ngài Tịch Tịnh Quang Thiên Vương ở chùa này chứ không nổi rồi. Thân cũng to lắm. Thân cũng to lắm chứ không nổi rồi. Đó là ra là ông sẽ hiện thân vào tất cả những pháp hội, tất cả những cảnh giới để thuyết pháp độ sanh. Thì nơi nào cần cầu chánh pháp là nơi đó có Ngài. Thì đây là một trong những cái hạnh nguyện cũng lớn, chứ không phải là mỗi người tầm thường được. Thiện Mục Thiên Vương được giải thoát môn khắp thanh tịnh tất cả chúng sanh giới. Ông này là siêu đẳng hơn à. Tức là ông có khả năng làm cho tất cả chúng sanh đều thanh tịnh. Thì đây là một cái gọi là cái công lực rồi. Ví dụ như mình thuyết pháp đi nhưng mà chưa hẳn là một bài pháp mình người khác thanh tịnh à. Nhưng mà làm cho mỗi người mà thực sự thanh tịnh thì thực sự không phải là chuyện đơn giản. Một công phu ghê gớm. Mình ngồi để đối diện một người, một người thôi, đừng nói là một chúng hội đạo tràng lớn hay là khắp tất cả chúng sanh. Mình đối diện với một người mà đủ để có thể làm cho người đó thanh tịnh thực sự khi đối diện với mình là một chuyện khó khăn vô cùng. Phải vận tất cả những cái thần lực tu tập muôn ngàn kiếp của mình để mà có thể mà nghiêm mặt mà nói chuyện với nhau, để mà khóa hết tất cả những cái dính mắc của con người đó, tháo gỡ tất cả những vướng chấp của con người đó, để con người đó hoàn toàn thanh tịnh khi đối diện với chính mình là một cái chuyện khó lắm chứ không phải dễ đâu. Nếu mà sau này mà chúng ta đến với lúc mà chúng ta đủ cái sức để mà độ sanh rồi á, mình ước ao phải không, được gặp một đối tượng để mà nói chuyện thanh tịnh đó, gặp một người để mình khai mở trí huệ, mình gặp người để mình tẩy rửa sạch tất cả những phiền não của họ, làm cái gì đó lớn lắm, khó lắm. Một nguyện lực và một cái nội tại công phu rất mãnh liệt mới có đủ để có thể xếp dẹp được tất cả những cái lăng xăng lộn xộn dính nhiễm của một người khác khi đối diện với mình, để làm cho người khác được thanh tịnh. Khó dữ lắm chứ không phải là đơn giản. Mà vị này mà làm được để cho tất cả chúng sanh thanh tịnh là một cái người mà đã từng phải nói là phát đại nguyện lớn, đã đi và lại trong sinh tử luân hồi muôn vạn kiếp, thì cái lực đó mới có đủ sức làm việc này. Vũ Phong Nguyệt Thiên Vương được giải thoát môn tạng vô tận thường hiện tiền giáo hóa thế gian. Tức là đạt được cái gì, cái tạng vô tận, cái tạng pháp vô tận, cái giáo pháp vô tận để thường hiện tiền mà giáo hóa chúng sanh. Thì quý vị này giống như là mình nói hôm nay giống như ngộ tánh rồi đó. Ngộ tánh thì Ngài hiểu được ở nơi Ngài là có một cái pháp môn, có một cái kho tàng Phật pháp vô tận vô biên, cho nên ở chỗ nào cũng có thể hiện tiền giáo hóa được hết đó. Không có cần phải chuẩn bị. Đang ngủ vậy nó mời
mời thầy thuyết pháp dạy thuyết pháp là mở mắt ra thuyết pháp liền, khỏi suy nghĩ. Tăng tòa thuyết pháp khỏi cần rửa mặt luôn. Đó, tạng pháp vô tận mà không biết nói gì nào cho nó hết. Thậm chí nồng chim bao cũng có thể thăng tòa thuyết pháp cho chư thiên cõi nào đó nghe nữa. Nói vậy, tức là cái vị này là thừa khả năng có đạt được cái tạng báo vô tận, cái pháp bảo vô tận. Không có phút giây nào không có thể mà tràn trề cái dòng pháp để có thể giáo hóa chúng sanh. Mà cái này là ngài được cái khả năng đó để giáo hóa khắp thế gian luôn. Dũng kiện lực thiên vương được giải thoát môn, khai thị tất cả cảnh giới chánh giác của chư Phật. Hôm nay ghê. Khai thị cho chúng sanh mà ngộ thường thường thôi đã là một chuyện rất là khó rồi đúng không? Mà khai thị cho chúng sanh mà ngộ được cái cảnh giới chánh đẳng chánh giác của chư Phật thì thôi thiệt là, nếu mà gặp vị này từ xa mình cũng nên đi đầu gối tới để mà lại cầu. Nói cho nghe, nếu mà ở cõi nước của mình á mà không xuất hiện ở đâu á thì làm ơn đi đầu gối đi, đừng có đi bằng hai cái chân. Tới rảnh lễ liền á. Tôi mà tôi nghe vị này mà xuất hiện ở đâu mà có thiệt á, xuống đây thiệt á là coi như là coi chừng là tôi có mặt á. Không, cái khả năng mà khai thị để cho ngộ cái cảnh giới chánh đẳng chánh giác là một cái gì đó ghê gớm lắm, không có vừa. Tại vì một người á ha, ví dụ như mình từ trước giờ mình chưa có từng ngộ cái đời nào hết á, mà đời này mình gặp một vị đại thiện tri thức để khai thị á, thì cái khai mở cái ngộ của mình nó không có sâu vậy lắm, không có sâu. Mà muốn mà thấy được cái cảnh giới vô thượng chánh đẳng cái chánh giác của Đức Phật nó ít lắm, là phải từng ngộ đi ngộ lại hàng ngàn đời á, thì hy vọng là mới thấy nổi cái cảnh giới này. Nhưng mà ông này mà không có khả năng để ông làm cho chúng sanh mà ngộ được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác là quá quá tầm. Tức là từ ví dụ từ bát địa Bồ Tát trở lên á, thì mới có khả năng hiểu nổi cảnh giới vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ còn cỡ dưới bát địa Bồ Tát là chắc thua, chịu không nổi rồi, không có ai có cái khả năng đó. Rồi ông này không biết như thế nào mà lại có được một cái khả năng mà khai thị cái cảnh giới chánh giác của Đức Phật cho chúng sanh. Kim Cang Diệu Quang Thiên Vương được giải thoát môn, kiên cố tâm Bồ Đề của chúng sanh làm cho không hư hoại. Tức là vị này lại được một cái đặc biệt là gì? Làm cho cái thấy biết giác ngộ của chúng sanh không bị lui sụp. Tâm Bồ Đề tức là tâm giác. Thì vậy là làm cho cái tâm giác ngộ của chúng sanh đó không bị lui sụp, không bị thay đổi. Mà mình bây giờ ví dụ như mình đang tu tập theo cái pháp của một vị nào đó mà mình rất là tin, và mình dụng công mình tu một thời gian, mình cũng có cảm giác là cái pháp này đối với mình là nó đúng rồi, vì mình hành trì có lợi ích. Bây giờ mình đủ tự tin là mình sẽ không bao giờ thay đổi pháp môn tu không? Chưa chắc. Nếu chưa có mấy người đủ cái sức đó rồi. Đúng không? Cho tới cái thấy biết mà không thối chuyển là một cái chuyện gì đó nó lớn lắm, không nói nhỏ rồi. Tu mà đạt tới cảnh giới bất thối là ghê lắm á. Không có cái cảnh nào có thể làm người này mê mờ trở lại được, là đâu phải dễ đâu. Trụ ở cái chỗ cái tâm giác đó đó, để xảy ra bất kể cái tình huống nào, dù cái thân mạng này có chết hàng triệu kiếp đi nữa thì cái giác đó vẫn nguyên là cái giác đó, thì mới được gọi là bất thối, hiểu không? Tức là không có bao giờ mà mình có thể bị mê mờ lại được. Mà nếu mà giữ được cái kiên cố cái tâm giác này là một cái gì đó đạt tới cảnh giới bất thối thực sự của một quý vị tu tập rồi đó. Cho nên đến một cái lúc nào đó khi mà mình công phu á, cái này thì mình tới là mình biết liền. Không phải là vì cái bản ngã mình muốn thể hiện là mình là cái người bất thối để mình thành cái ông này bà kia, không phải chuyện này. Nhưng mà khi một hành giả dụng công tới chỗ này thấy biết rõ lắm. Ngay cả những người mới cái ngộ tánh ban đầu không được cái này đâu. Mặc dầu là nhận thấy cái tự tánh bất sanh bất diệt thì theo cái kiểu lý luận của mấy ông thiền của mình, nhưng mà nó mà đạt tới cảnh giới bất thối là kiếm chưa có ra được mấy người đâu. Như vậy khi mà đọc thiền sử Trung Hoa tôi thấy là còn xa xôi lắm. Xa xôi thiệt là xa xôi luôn. Nếu ví dụ như hồi xưa mà chúng tôi hay nhắc tới nhắc lui mà Ngài Hoằng Quá Ngài nói trong cái pháp hội của Ngài Mã Tổ 72 vị thiện tri thức, trong đó có 3 người rớt vào chánh vị á, là lúc đó mình cũng nhức đầu lắm á nha.
Tại vì rõ ràng là 72 vị thiện tri thức đệ tử của Ngài Mã Tổ là có khả năng khai thị người ta ngộ đạo làm thầy người ta hết trơn à. Nói thiền, nói đạo là thôi siêu xuất giang hồ, đúng không? Vì vị Ngài Hoàng Bá chê chỉ có ba người rớt vào chánh vị. Nhưng mà sau đó khi mình đọc lại thiền sử, đọc lại ngữ lục á, thì mình thấy đúng rõ ràng là muốn tới với cảnh giới được gọi là bất thối thì khó lắm. Không phải. Cái khả năng mà tự tại sanh tử, sống chết tự do là cái chuyện nó nhỏ dữ lắm. Không có cái gì lớn lao hết á. Đối với Đạo Phật nó nhỏ lắm. Nói vài ba câu rồi tịch, hay là nói vài kệ rồi tịch, hay là tịch lộn ngược, hay là trồng chuối, cái gì gì chuyện nó nhỏ lắm, không có lớn. Cho nên mình hiểu ra mình thấy một cái chuyện nhỏ, cái chuyện ai cũng có thể làm được. Tu thời gian là thừa sức làm với cái chuyện đó à. Nhưng mà nói tới cái chuyện mà bất thối chuyển từ đời này qua kiếp nọ là phải coi lại hết rồi, lật lại lịch sử mấy ông thiền sư hôm qua không có được mấy người. Việt Nam mình cũng vậy, không có mấy que, mấy gì, không có nhiều, không có nhiều. Đó là ra là chúng ta mới thấy rằng mà đạt tới cảnh giới bất thối này thật sự là không có nhiều. Ít lắm, hiếm lắm, cũng nói thiền, cũng giảng kinh, cũng thuyết pháp, cũng thế này thế kia, nhưng mà ít lắm, không có thể nào mà nó đạt tới cảnh giới bất thối nổi đâu. Cho nên nó đạt tới cảnh giới bất thối rồi á, thì khi đó ha, một vị mà đạt tới cảnh giới bất thối thì họ sẽ đi trong sanh tử muôn vạn kiếp mà không hề bị gọi là tụt cái đẳng cấp tâm linh nữa. Như đời này làm người nhưng mà đời sau làm loài thú rất thấp. Vì họ thấy rõ ràng là có một người bạn nào tu cung chung với mình đâu mấy chục kiếp về trước, giờ chui chui xuống đâu dưới kia rồi. Mà đời này là mình không được rồi, đời này mình làm người, nó gán nhịn mấy chục năm nữa mà phải lủi xuống tuốt cái kia kiếm nó. Là cũng mất khúc sanh tử chứ bộ. À cũng mất đoạn thôi, nhưng mà đối với các vị đoạn đó không có như cái chuyện khải móng tay của mình thôi. Chết một kiếp, hai kiếp trong các cõi này là cái chuyện nhỏ lắm. Có nghĩa là chết một đời, hai đời trong lục đạo luân hồi này là cái chuyện không có lớn. Cho nên từ cõi trời của người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó vô ra đó là cái chuyện chơi. Giống như mình bước mấy bước từ nhà này qua nhà kia vậy thôi, chẳng chẳng có gì quan trọng. Cho nên đi trong sanh tử là chuyện bình thường, không có cái gì quan trọng hết. Thì ra nếu mà mình nhìn ở kiếp người của mình á, có những người cố chấp mà học đạo không biết tới đâu, cố chấp ví dụ như thấy đời này ông này làm người. Cái qua đời sau cái ông này mang lông đội sừng nữa, trời. Nếu mà hiểu có một chút thần thông hiểu, ủa sao đời trước ổng làm người, đời này mang lông đội sừng chắc ông bị đọa rồi quá. Đó không? Xin lỗi, đổi thân đó nhưng mà nói là đọa xuống loài súc sanh là không phải đâu. Tại vì anh muốn làm cái gì cho cái loài đó đó, anh tới đó anh làm. Thì mượn cái lông mang vô một chút thôi, lột ra hay mắc mới gì, giống mà lấy áo mặc vô, giờ không thích áo này dục ra vậy, đơn giản à. Cái chuyện mà mượn áo nào đó là cái chuyện mượn, đã nói là mượn rồi mà. Đừng có làm áo đó là thật cán chịu. Đừng lấy áo thật cán chịu thôi. Chứ còn mượn, ra đi cắt cõi mượn chút vậy đó. Nhưng mà mình thấy cái chuyện sinh tử là cái gì nó gây gớm lắm mà. Trời, nó sống chết với mình là một cái chuyện động trời mây đúng không? Bây giờ sống mà ẹ ạch rồi chết khó khăn vô cùng với mình chết muốn rồi đừng có khổ đã là khó với mình rồi. Nhưng mà các vị thấy chuyện nó bình thường lắm. Cái chuyện sinh tử với mình kiếp là cái chuyện gì nó chơi khải móng tay chơi cho nó qua chuyện vậy đó. Không có gì quan trọng lắm. Cho nên sinh tử tử nhẹ tưng à, không có chuyện gì. Cho nên các vị á, sẵn sàng đi trong lục đạo nhưng mà cái đẳng cấp tâm linh vẫn luôn luôn thăng tiến. Đừng nghĩ vô đó là họ ở một cảnh giới cao tâm linh là mình sai rồi. Thật ra là khi các vị Bồ Tát mà đi trong sanh tử là mình không có lường nổi, không có đủ trí để mình có thể gọi là lường nổi, thánh ý khó lường lắm. Mà giữ được cái giác đó từ đời này qua tới kiếp kia, lộn lên rồi sanh xuống rồi thôi đủ thứ trong cái sinh tử này. Không phải là mỗi đời này mình ở cõi người, cái đời sau mình về cõi trời là mình tu, mình thăng tiến đối với cái nhìn của tầm thường của thế gian á, chúng ta phải dùng cái từ như vậy. Ví dụ như mình bây giờ là mình chưa có giác ngộ gì hết, thì trong đời này mình cố gắng mình tu tập, mình làm phước, rồi thậm chí mình cũng có được ít thiền định để đời sau mình về cõi trời, vậy là sướng rồi đúng không?
thăng tiến sinh tử rồi. Nhưng mà đối với các vị Bồ Tát, chuyện nó chuyện rẻ tiền. Nói chuyện rẻ tiền, đây lên cõi trời chơi, cái chuyện rẻ tiền không có gì quan trọng hết đó. Nhưng mà với mình là cái chuyện ghê gớm lắm rồi, không phải chuyện đơn giản đâu ấy nha. Mình biết cái dòng họ mình là anh em, bạn bè, huynh đệ mình mà có người mới chết sanh thì cõi trời một cái là mình cũng mừng ha, mình cũng thích. Nhưng mà thực sự đó chỉ là những cái chuyện nhỏ trong dân gian, gọi là chuyện nhỏ. Đối với Đức Phật đó là chuyện quá nhỏ. Cho nên với mình mà chuyện quá nhỏ mình cho là lớn, cho nên mình không thể nào vượt thoát cái đạo, không có đạt đến cái đạo màu để vượt thoát sinh tử là vậy đó. Có những cái quả trứng nó rất là nhỏ mà cũng cố chấp ở trong đó cho mình là thế này thế kia để mình tự hào tự đắc này nó kia, không đi tới đâu. Đó là cái nhìn của đạo Phật là một cái gì đó nó mênh mông khắp pháp giới này, chứ không phải những cái quả vị bình thường. Một người mà có cái khả năng để gìn giữ kiên cố cái tâm giác ngộ là một cái gì đó khó lắm. Nhưng mà vị này thì lại có một cái khả năng để gìn giữ chúng sanh khác chứ không phải là của bản thân ngài, mà tất cả chúng sanh đều gìn giữ được cái tâm bất thối đối với đạo màu là một cái gì đó rất là khó khăn. Tinh tú tràng thiên vương được giải thoát môn, chư Phật xuất thế để hiện thân cận quán sát phương tiện điều phục chúng sanh. Ông này thì Đức Phật xuất hiện ở đâu? Được thân cận. Wow, phước này không phải là tầm thường nha. Thân cận Đức Phật rồi quán sát tất cả những phương tiện điều phục chúng sanh nữa. Tức là giống như là Đức Phật xuất hiện thì ngài xuất hiện để cùng hộ, gọi là hộ đạo tràng á. Bây giờ là quán sát cái phương tiện Đức Phật làm như vậy thì có chúng sanh, Đức Phật thuyết pháp như vậy thì chúng sanh nó tu tập như vậy thì ngài cũng hộ vệ phụ. Được thân cận chư Phật mà không phải một vị mà hằng hà xa số Đức Phật như vậy thôi, rõ ràng vị này thì hết bàn rồi, không? Cỡ cái tầm này là hết bàn rồi. Chỉ cần Đức Phật thứ nhất, Đức Phật thứ hai mà mình được thân cận là chuyện đã khó rồi. À, như mình bây giờ, ví dụ như trong thế gian mình thôi ha, nếu đây mà có một vị Phật tử nào mà một cái vị mà hòa thượng xuất hiện ở đâu mình cũng được thân cận hết á. Chỉ cần dài vị hòa thượng mà tu tập tốt, nó mấy vị nổi tiếng thì mình không muốn bàn. Nhưng mà nói với người mà tu tập tốt, có những cái chứng đắc cao ở trong Phật Pháp á, mà mình luôn được thân cận gần gũi để mình thấy được cái phương tiện độ sanh của vị đó, để mình hỗ trợ cái việc độ sanh vị đó là đã nói là phước mình lớn rồi, đúng không? Vậy là phước lớn lắm rồi đó, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Nói thì nói chứ mà được gần Đức Phật một đời thôi là mình kể như mình đây đó ha, mà mình tu cho thiệt là tinh tấn dài ngàn kiếp sau ngàn kiếp sau thì hy vọng là mình được vô ngồi cái đạo tràng của một Đức Phật nào ở đâu đó thành Phật á. Chứ còn nói mà thân cận để mà quán sát cái phương tiện là khó lắm. Ở trong đạo tràng để nghe được bài pháp thôi đã là khó rồi, chứ đừng nói là thân cận để quán sát các phương tiện giáo hóa của Đức Phật. Thật ra đây là một cái gì đó nó rất là lớn về phước á, phải nói là phước, đại phước. Rồi cái nhân duyên đã từng gieo trồng với nhiều Đức Phật, thì khi Đức Phật đó thành Phật á, thì mới được thân cận gần gũi để lễ lại cúng dường thôi. Tôi nói là nội mà gặp ra đời mà gặp một Đức Phật để thân cận gần gũi lễ lại cúng dường thôi á, là một cái gì đó ở như mình là tu hơn mấy ngàn kiếp sau thì mới được một lần như vậy. Mới được một lần như vậy. Cho nên ra đời gặp Phật là khó là vậy, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Không dễ gì mà chúng ta được thân cận một vị đại thiện tri thức, chứ đừng nói là tới hồi thành Phật. Rồi chúng ta thân cận để chúng ta hiểu được cái pháp của vị đó, để chúng ta có thể hỗ trợ. Ví dụ như chúng ta hiểu được cái pháp đó, chúng ta thấy được cái giá trị, cái lợi ích đó rồi, thì mình sẽ hỗ trợ, mình sẽ khuyến khích, mình sẽ dẫn dụ mọi người để học này nọ kia, gọi là hỗ trợ đạo tràng, gìn giữ đạo tràng, ủng hộ đạo tràng, rồi hỗ trợ sự phát triển của một cái dòng pháp. Nó đã là một cái duyên, đại phúc duyên của mình rồi. Thế vậy cho nó lớn chứ không phải nhỏ. Thì từ đó cái vị đó, ví dụ như đó là một vị đại Bồ Tát, thì nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng tới lui, mình hỗ trợ các đạo tràng đó cho tới khi vị này thành Phật, thì rõ ràng là mình cái phước mình nó cũng lớn, để mình gần gũi, để mình thân cận, rồi mình quán sát được cái phương tiện điều phục chúng sanh của một vị Phật đó nữa, để mình gọi là làm công tác Phật sự, không? Đó là một cái gì đó lớn.
Diệu Trang Nghiêm Thiên Vương được giải thoát môn một niệm, biết rõ tâm chúng sanh tùy cơ ứng hiện. Này là quá rồi. Đó, đừng có nói là mình không biết, mình không ai biết mình là mình chết đó. Vị này biết nè, phải không? Cái ông này ông biết nè, tức là ông Thiên Vương là thừa sức để biết tất cả những tâm niệm của chúng sanh. Một tâm niệm của chúng sanh vừa tác ý thôi là ông biết liền. Chính là tùy cơ ứng hiện. Nhiều khi mình cũng thiết tha với Phật Pháp quá, mình cầu hết ngày này tới ngày kia mà mình thấy đâu có cái duyên để mình được bài pháp nào hay đâu, phải không? Trong lúc mình đi học đạo cái gì để ý, cũng có nhiều lần ở mình đó cũng bế tắc, bế tắc thiệt các bạn. Nhớ có những cái đoạn mà mình tắc đường á, mấy quý vị mà rớt vô những cái đoạn tắc đường đó mình thấy mình khổ lắm. Không có đơn giản là mình bích lấp, mình không biết mà cái cách tu, có nghĩa là bây giờ nó rớt vào cái đoạn á mà mình tiến nữa thì tiến không được, lùi không xong, có nghĩa là rút ra không được, chạy không có được nữa rồi đó, mình xí tiền nghỉ tu cũng không được nữa. Kỳ cục mới rớt vào cái đoạn đó. Mà phía trước á thì rõ ràng là nó không phải còn khoảng cách đâu, mà nó sát con mắt mà luôn mù tịt vậy nè, tức là không còn cho mình có thể thấy xa được một gang tấc, gần như là bị che chắn. Mà che chắn không phải trước mắt đâu, mà gần như bốn bức tường che chắn. Cái mình cái rớt vào một cái tình huống mà mình cảm giác rất là ngột ngạt, thật sự thở không được. Mình thấy rõ ràng là mình sắp bị ngộp thở chết thiệt á. Rớt vào một cái tình trạng nó kỳ cục lắm, bế tắc đến mức độ mà mình nghẽn hơi, nghẽn khí, không còn không khí để thở, không còn không gian để đi, không còn một cái gì có thể tiến bước được nữa. Chứ đâu nói tiến được, lùi cũng được đâu, gần như mình bị khóa chặt. Khóa chặt không có khai mở được, không ai có thể chia sẻ, không ai có thể tâm sự mà mang vác cái thân này lúc đó còn hơn mang cái núi tu di đi nữa. Nó nặng nề lắm. Ngồi một cái là giống như mình lúng đất xuống 80 thước vậy đó. Bước một cái là nó lúng cái chân mình xuống dưới, dở không lên này đó. Những cái bước chân rất là nặng nề, lê lê lết lết trên đất mà mình nói, ủa sao bây giờ vẫn còn lê lết cái thân này tới hết cái đời này sao ta? Vì sao chịu nổi? Một phút thôi là mình đã cảm giác như là gánh nặng gì ghê gớm lắm rồi, mà làm sao mình chịu nổi tới năm này và tới năm kia. Điên á. Nếu mà không có được mở ra hả là điên đó, chứ không có đơn giản đâu. Thì tới những cái phút chốc đó mình mới thấy cái giá trị của một vị thiện tri thức khai thị. Chúng ta chưa có được rớt vào cái tình huống này thì chúng ta không có thấy cái giá trị khai thị của vị thiện tri thức tới đâu. Nhưng mà tới chừng đó mình thấy chỉ cần một cái khiều nhẹ thôi, trời ơi, trời đất bung nở. Chúng ta mới thấy cái giá trị thiệt. Chứ còn như mình học đạo mình chưa có cái gì hết trơn, vị thiện tri thức với mình nó là cái gì, nó xoàng xỉnh lắm, nó không có ra gì hết trơn á. Bế tắc tuyệt đối kìa. Có những cái phút mà mình phải quỳ trước một vị thiện tri thức từ ngày này qua tới ngày kia, mình cầu một lời khai thị á ha. Bỏ ăn, bỏ ngủ để mình chờ đợi những phút giây đó đó. Khi mà được một vị thầy mà làm cái gì mà mở tâm mình ra một cái nữa, thiệt là ông thầy đó tôi sẽ cõng đi 8.000 kiếp mình cũng chưa có thấy thỏa cái lòng của mình nữa. Thì lúc đó mình thấy giá trị Phật đạo là sao, mà đối với đạo Phật là phải có những cái đoạn đó. Không có đơn giản đâu. Cho nên tại sao có những người không quá trung thành với vị thiện tri thức, họ bán 8.000 cái mạng, họ cảm giác chưa đủ. Họ có thể làm tất cả mọi cái gì vị thầy của mình, nhưng mà không đủ. Họ cảm giác không đủ chứ không phải là sự gắng gượng. Họ còn hy sinh, họ sẽ làm giỏi hơn hồi xưa gấp 10 lần, nhưng mà rõ ràng không đủ. Cái chuyện bế tắc của sinh tử là một cái gì ghê gớm lắm, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Mình giờ mất 1 tấn kim cương thì lúc đó không có so được. Không có so được. Đừng nói mất là nhân viên khoảng 100 camera gì đó. Không có chuyện đó đâu. Đó, nó bế tắc đến cái độ mà mình thấy là rồi đó. Kể như xong rồi mà không phải xong kiếm rồi đâu. Nó để cho mình yên cái chỗ mà bị bích lấp, bị bế tắc đó không á thì không nói đâu nha. Nhưng mà lúc đó nó hiện những cái tướng này, hiện những cái tướng xấu kia ha. Mà tướng xấu đó là kể như là xong rồi đó. Rút ra cũng rút đâu được đâu.
Đến lúc đó mà hiện tướng 18 tầng địa ngục là cũng A Di Đà Phật đi vô thôi, chứ đừng có nói chuyện mà tôi rút lui được, không có chuyện rút lui. Không còn đường để rút nữa. Mà lúc đó được cứu thoát là thôi á. Chúng ta tưởng tượng như một người mà bị rớt xuống sông mà nó ngộp nước chỉ còn hơi nữa là kể như là đi đó, xuôi tay, đang chuẩn bị xuôi tay có người nắm cái chớp mình kéo lên để mình thở được á. Thì lúc đó mình mới mang ơn người đó, đúng không? Tình trạng kia nó còn ngộp hơn gấp 1 triệu lần nữa. Ngộp nước nó chỉ có một rồi. Ngộp kia nó ngộp dai dẳng từ ngày này qua tới ngày kia, chứ không phải nó ngộp buổi giờ. Mà cái ngộp này gần như là cái ngộp của mấy ngàn kiếp, muôn vạn kiếp nó gom lại đây để nó ngộp, chứ không phải mới ngộp ở đây. Thật ra mình mới cảm giác một cái gì đó nó ghê gớm, nó ngột ngạt, nó bít lấp, nó nghẹt thở kỳ cục lắm. Nếu đoạn đó đổi thiệt, đổi cái gì cũng đổi. Đổi bao nhiêu cái mạng cũng đổi, đừng được ra khỏi đó thôi à. Cho nên là sẵn sàng để chết thì đạo đến cái phút đó là sẵn sàng 100% rồi, chứ không có còn bớt 100% nào để chết à. Nhưng mà chấp nhận chết thì nó sẽ phá được. Đến cái con đường cùng là bỏ mạng thì mới ra. Nếu có vị thiện tri thức thì tuyệt vời. Không biết là lúc đó vị thiện tri thức sẽ khai thị cái kiểu gì, thì cái đó là mình chưa có duyên mình gặp. Nhưng mà đoạn đó là phải bỏ mạng, phải bỏ mạng cho rớt thật sự. Mà khi rớt á hả, một cái giá con không có rẻ đâu. Rớt xuống một cái chỗ mà gọi là tâm tối mù mịt thực sự nữa. Thì vậy là cái khoảng mà tâm tối khi mà bỏ cái thân mạng này á, nó có một cái khoảng tối đó đó. Cái khoảng tối đó, một là đủ thiện căn để vượt thoát, hai là chìm nghiệm luôn ở trong cái chỗ mà mèn sâu vô mình, cái chỗ mà lặn hoàn toàn ra không được đâu. Rớt vào cái bây giờ khoa học nó có những cái gọi là cái hố đen trong hư không á ha, là máy bay bay đó mất luôn, tan mất xác, mất hồn, mất gì đó, đừng có hồn mà kiếm mất công lắm. Thì nó có những cái khoảng đó để chết liệm người trong đó. Có những cái đoạn công phu vậy thì cái này, cái khoảng này đòi hỏi cái gì mới ra được. Dễ sợ như vậy. Mình nếu mà không có cái đó là không có vượt qua. Thì một là nó trả ngược mình trở về là thành phàm phu ha. Hai là ở đó luôn, đời này và kiếp nọ là mù tịch. Ba là vọt một cái để thay đổi cuộc đời, chứ không phải chuyện đơn giản. Thật ra có những cái khúc quanh như vậy. Thì vậy là thiện tri thức là một cái gì rất cần, rất cần trong những khúc quanh công phu đó. Thật ra nếu mà một vị thiện tri thức mà thấy tâm mình trong đoạn này, phải không? Cả như ông này mà thấy mình cái khiều mình, cái mình bay cái vù qua cái là quá sướng. Nhưng mà khó lắm. Cái phước chúng ta nó đủ lớn cỡ nào khi những cái đoạn này mình mới được gặp thiện tri thức. Nhưng mà nói đi cũng nói lại, cái khúc này ha, thường á, ví dụ như chúng ta cái phước để được gặp thiện tri thức khai thị, thì sau khi mà chúng ta được ngộ, lại là cái người ít phương tiện, ngộ không? Vất vả chỗ này càng nhiều và tự qua được á, thì sau này phương tiện ghê gớm để độ sanh. Đây là một cái chuyện rất là hay. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chính những cái chỗ này cũng đo được là mình đã tới cảnh giới, tức là dùng từ đại khái là giống như nhà thiền đi, thì đã ngộ tánh nhiều đời chưa? Nếu thực sự ngộ tánh nhiều đời thì những cái khúc này không cần thiện tri thức. Còn mình ngay ngày đầu, ngày cái lần đầu tiên giống như con gà mà khẽ mỏ nhờ mẹ mổ một cái mới lủng mới chung ra, thì là rõ ràng là mình còn yếu và biết rằng mình mới ngộ. Có nghĩa là nhờ thiện tri thức là gần như là mấy người mới ngộ một vài đời không có đủ sức để vọt ra. Thật ra đến cái giai đoạn mà nói là tự tu tự ngộ là thuộc về cao thủ mới có cái khả năng để tự vọt ra những cái khúc quanh đó. Mà như vậy thì sau đó phương tiện dữ lắm. Mà thường là các vị mà sau khi ngộ đạo mà có đầy đủ phương tiện, rõ ràng là các vị này đã có kinh nghiệm sống ở trong cái cảnh giới tự tánh nhiều kiếp. Cho nên lý luận của họ nó gần như là không còn chỗ để có thể bắt đứng là được. Vì mỗi một đời là họ thấy sâu hơn, mỗi một đời thấy sâu, thấy càng lúc nó càng tròn. Cho nên nếu mà họ lý luận về chỗ này là hết chỗ để bắt đứng rồi.
cỡ sòn 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 như mấy ông thiền sư Việt Nam mình dưới một đống sách hay là mấy vị Trung Hoa thì đó là dễ rồi, muốn bắt chỗ nào cũng đứng hết á. Bắt cái đó dễ đâu mà khó, nhưng mà tới cái chỗ mà bắt đứng không được á, cái kiểu nào cũng có thể nói thông ra ngoài tam giới hết á. Thì cái đó là nó đã quá kinh nghiệm với cái chuyện ở ngoài cái cõi này rồi. Thành ra là họ muốn nói cái kiểu nào để nằm ở ngoài là họ cũng có thể nói ra được hết đó. Cách nào họ cũng có thể là lọt lưới hết được đó. Thì vậy là quá lớn, cái kinh nghiệm quá lớn. Thì người đó sau này á, cái duyên giáo hóa hoặc là cái duyên để mà khai thị thì gần như là siêu xuất á, phải, chúng ta phải dùng cái từ như vậy. Thì cái vị này mà có khả năng mà thấy được cái tâm niệm của mình trong lúc bế tắc, nhất là bế tắc công phu, chứ còn thấy cái tham tâm của mình khởi lên chuyện này chuyện kia thì cái chuyện nó quá thường, các vị chư thiên bình thường thấy được. Nhưng mà có những cái gọi là rất là thầm kín ở nơi tâm của mình, trong khi mình ấp ủ trong cái công phu chuyên môn á, mà nó có những cái khúc quanh, có những cái đoạn chuẩn bị bế tắc mà về mà ứng hiện kịp á, để có thể trợ lực, để có thể giúp mình vượt thoát á, thì những vị này phải nói là trí tuệ lớn lắm mới thấy nổi. Tại vì á, có những cái khúc mà ở trong thiền định. Thiền định thì bình thường là người ta cứ nhập định rồi người ta cứ ở yên trong cái chỗ thanh tịnh rồi người ta xuất định là cái chuyện bình thường, đúng không? Nhưng có những cái khúc mà thiền định để mà những cái giai đoạn công phu thiền định của mình á, mà mình không phải là cái người cố tình ở trong định để mình giữ được cái sự thanh tịnh yên lặng lâu dài, tức là không phải là cái người cố trụ định á, mà mượn cái định đó đó, mượn cái định đó để mở cái tuệ á, mà có những cái lúc mà ở trong cái cảnh yên mà bị tắc mới là cái chuyện kỳ cục. Bây giờ mình suy nghĩ, mình quán sát các pháp mà nó bị tắc thì cái chuyện đó nó thường ở trong định rõ ràng. Mà mình muốn qua cảnh giới định này, nó bị một cái gì nó ngãn lại. Ở trong định muốn qua một lớp nữa, nó bị cái gì nó ngán lại, khó chịu lắm. Cái khó chịu đó nó còn hơn là ăn cơm bị mắc nghẹn. Ăn cơm mắc nghẹn là chuyện nhỏ lắm. Không, nuốt tới đây mà nuốt xuống cũng được, mà ói ra ói không xong, thở thở không nổi, mắt trợn trắng, không có nhầm gì so với khúc đó rồi. Chúng ta mới thấy cái ngãn ở trong thiền định đó. Mình thấy rõ ràng là nếu mình bước qua một bậc nữa là nó thanh tịnh ghê gớm lắm. Nghe chưa? Nhưng mà qua không được. Tới đó qua không được, nước nó ấp nghé, ấp nghé, ấp nghé rồi trở lại, ấp nghé rồi trở lại. Rồi ngồi mà gán từ nửa tiếng thì mình cũng gán thêm tới 1 tiếng, rồi gán 1 tiếng rưỡi, gán tới 2 tiếng mà nó cũng không chịu qua, đau chân quá. Đau chân là bị sức rồi. Rất rất nhiều cái khả năng để mình vượt qua cảnh giới mà qua không được. Mà thường như vậy, nếu mà cái phước của mình nó mỏng, công phu của mình nó kém, phải kéo dài nhiều tháng lắm, mất phải mấy tháng trời. Mà qua đó rồi thì cái chân trời rộng mở hoàn toàn, cũng là cái yên, nhưng mà cái yên của cái này nó là một cái gì đó mỗi khung rất là nhỏ. Nhưng mà bước qua cái thanh tịnh mới, nó là một cái chân trời lớn. Ra thấy vậy chứ thiền định đó, với mình thì mình không nói là cái cảnh này nó chứng cái gì, cảnh kia nó chứng cái gì, nhưng mà rõ ràng là đầy sâu hơn chút nữa trong định thì cái bầu trời nó sáng lạng và rộng rãi hơn. Cái thấy của mình nó khác thường lắm. Còn nếu mà những cái định mà mình nhập định rồi, cái mình xuất định ra mình cũng bình thường, mình ngồi mình được yên tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, 7 tiếng, 5, 7 ngày rồi xuất ra mình thấy bình thường, không có gì đâu, không có gì hết. Hay là những cái thay đổi trong cái công phu thiền định mà để sau khi mà mình chỉ cần rời khỏi cái buổi ngồi thiền đó, hoặc là một buổi tu tập đó, một ngày tu tập hoặc một tuần tu tập đó, là thành con người khác, khác hẳn. Là họ đã đi rất là sâu trong những cảnh giới định đó. Cho rất là nhiều người được cái yên lặng là họ giữ cái hơi thở ở mức yên lặng, họ giữ 5 ngày, 10 ngày chuyện bình thường. Mà vậy không khai được cái gì hết trơn á. Mà mấy vị đó nếu mà gặp những người chuyên môn, chỉ cần gì đó ha, nói một vài câu, có một cách gợi nhắc gì gì đó là tuyệt vời đó. Còn nếu không, người này mê định. Mê định thì càng lúc càng sâu ở cái chỗ yên lặng thôi, không mở được tuệ. Nên cái khởi điểm mà công phu ban đầu á, một vị thiền tri thức mà giỏi á, ha, là họ sẽ có cái cách hướng dẫn cho mình để mình đi vào thiền định. Tới lúc đó là nó song song hai cái mở ra,
một cái cửa ngõ thanh tịnh an lạc mở ra, và rõ ràng là tuệ mình nó thông. Còn nếu không là đi thẳng vào cái chuyện mà yên yên rồi thanh tịnh, yên yên thanh tịnh, yên yên thanh tịnh, không dễ biết được cái chuyện gì hết. Càng lúc càng yên thì có, yên nhiều hơn, yên lâu hơn thì có. Hôm nay ngồi 1 tiếng thì mai có thể được 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng gì thì có thể có, nhưng mà tuệ không mở. Đó là cái rất là khó. Cho nên thấy được những cái tâm niệm mình, những cái lúc mà ẩn khuất đó, để mà có thể khai, để cho họ bật mở, để có thể thấy hiểu sâu hơn về chân trời Phật Pháp, là một cái gì đó nó rất là chuyên, rất là sâu, chứ không phải đơn giản. Còn thường thường thì chúng ta nghĩ gì các vị chư thiên thấy hết rồi. Cho nên cái ông chư thiên này tùy tâm với chúng sanh, phải không? Mà ứng hiện, tức là thấy rất là rõ tâm niệm chúng sanh để hiện thân ra, để có thể để trợ lực hoặc là giúp chúng ta làm hoàn thiện được một cái điều thiện, điều lành gì đó, là một cái chuyện rất là thường. Lúc đó Tri Túc Thiên Vương thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả Đâu Xuất Đà thiên chúng, rồi nói kể rằng: Như Lai rộng lớn khắp pháp giới, với các chúng sanh đều bình đẳng, khắp ứng quần sanh xiển pháp màu, khiến vào pháp năng tư thanh tịnh. Thì giống như ca cái hạnh của Đức Phật thôi. Phật thân hiện khắp cả mười phương, vô trước vô ngại bất khả thủ, các thứ sắc tượng chúng đều xem hỷ kiến thiên vương được ngộ nhập. Những cái vị chư thiên này gần như những cái kiến giải rồi, nó gần giống nhau hết không? Trở lại cái thân Phật nó hiện khắp mười phương nè. Ở đây chúng ta thấy thứ nhất là cái lối lý luận của các vị nè: vô trước nè, vô ngại bất khả thủ, không có trụ, không có trước được, không có chỗ, cái thân Đức Phật không có chỗ để chúng ta có thể trụ, không có chỗ bám, và không có cái chỗ nào có thể ngăn ngại được, và không có thể chấp thủ được. Thật ra khi mà chúng ta tu tập đến một cái đoạn á, một đoạn công phu của mình không có trước, không có đấm trước cả đâu được hết á, mình không có gọn chỗ nào ngại, và mình thật sự là mất cái chỗ mình thủ. Chúng ta tới cái tầng này thiệt nha, chứ chúng ta không tới chỗ này thì chúng ta không hiểu được những cái câu này nó tới đâu rồi. Đương nhiên là mình hiểu là nó không có đấm trước, hiểu là không có ngăn ngại, mình hiểu là không có thả bất khả thủ, tức là không có chỗ để mình chấp thủ. Thì giới tâm thức bình thường họ có thể hiểu được điều này, hiểu thôi. Chứ còn tới cái chỗ mà thực sự mình không còn có chỗ trụ ha, là nó khác hoàn toàn. Mình tưởng tượng mình đang ở giữa một cái trần trời mà dưới chân mình không có đất đứng thật sự á. Bây giờ mình ngồi là có nền đất để mình ngồi, nhưng mà bây giờ mình rõ ràng là mình ở giữa hư không rồi. Không có chỗ để mình bám, không có chỗ để mình trụ thật sự, không có chỗ để bám thật sự. Mà mình rớt cho một cái khoảng đó, nó là một cái khoảng rớt vào thật sự. Bây giờ không phải không có chỗ trụ là mình không có trụ cảnh, không có trụ tướng, không phải như vậy. Tức là mắt mình không có thấy, mình không trụ sắc, mình không có trụ âm thanh. Nhưng đến cái độ là thân tâm cũng không còn chỗ mà mình trụ nữa. Mình bám nơi tâm cũng không được nữa, và bám nơi thân này cũng hoàn toàn không luôn. Lúc đó mới ghê. Thì mình mới hiểu được là vô sở trụ là cái gì. Chứ bây giờ mình hiểu vô sở trụ là không có trụ được, không có bám được. Rồi mình cũng lý luận là tôi bây giờ nói qua cái tự động nó rớt, tôi cũng đâu có trụ âm thanh được. Âm thanh cũng không trụ tôi, mà tôi cũng chẳng có trụ âm thanh được. Vậy là tôi vô trụ, lý luận này thì cũng được đi. Đó, nhưng mà thực sự ở trong cái cảnh giới mà thân tâm cảnh giới hoàn toàn mình không còn chỗ để mình có thể bám được nữa. Chúng ta thực sự ở trong một cảnh giới nó hoàn toàn như vậy. Và ngược lại không có cái gì có khả năng trụ bám được nơi thân tâm mình nữa. Ở hai cái, ở hai mặt, mình không có thể hướng vào đâu để trụ, và ở bên ngoài cũng không còn có khả năng trụ bám dính mình được nữa. Mình gần như tân trụ hoàn toàn. Thì lúc đó mới hiểu vô sở trụ là cái gì. Chứ thôi mình không hiểu. Mình hiểu, hiểu nhưng mình vẫn còn bám nơi thân tâm thôi, chứ phải. Cho nên người nào mà mình hỏi vô sở trụ là cái gì, họ lý luận lung tung không? Hỏi bây giờ thấy mình còn thân không, trả lời một câu biết liền. Còn ở tâm đó không, biết liền à. Biết liền, trả lời một câu biết liền à.
Thành ra khi mà người ta đạt tới cảnh giới vô đến trụ rồi á, là thân tâm họ không có chỗ để họ bám đâu. Và họ sẽ tới một cảnh giới này thật sự chứ không phải chuyện đơn giản, thì mới đạt được là vô trụ, vô trước, vô ngại, bất khả thủ gì gì đó. Được một thì sẽ được ba cái này. Trong ba cái này nó có một cái điều rất là lạ là ví dụ như mình thấy mình không có thủ được nha. Từ lâu nay phải không? Mình giận người ta thì mình xả không nổi. Nhưng đến một cái đoạn công phu của mình, nếu mình thực sự là cái người có tu, thì chúng ta sẽ đến một cái đoạn công phu là mình bây giờ mình muốn bám, mình bám không được nữa. Tâm mình muốn chấp giữ một cái gì là mình hết đường luôn rồi. Kỳ lạ như vậy. Mình thấy mình dính không được. Thật sự là mình cố tình mình dính không được. Chứ không có nói chuyện xả ly nữa. Hết chỗ để xả rồi. Bây giờ kiếm chỗ để thủ không dính luôn. Thì mới hiểu được cái lý vô trụ của Đạo Phật. Tới chừng đó chúng ta mới tương ưng những cái cảnh giới vô trụ thì mình sẽ thông cảm được cái vô trụ là cái gì. Chứ nếu không nó chỉ là về mặt lý luận. Nó thành ra là khi mà một người đã thấy được cái thân Phật chùm khắp pháp giới mười phương này, không có ngại, không có trụ, không có thủ, không có xả, không có một chỗ nào hết đó. Tất cả các sắc tượng đều là cái gì á, là một cái hiện tướng ảo để chúng sanh xem thôi, chứ không có cái gì là thật. Thì cái điều này Ngài Hỷ Kiến Thiên Vương ngộ nhập được. Như Lai thuở xưa đã tu hành đại nguyện thanh tịnh sâu như biển, tất cả Phật Pháp đều được đầy, thắng đức Thiên Vương đã đạt được. Cái này nó gần giống như cái trước rồi. Cái bài trước, cái đoạn trước mình học nó cũng gần giống như cái này. Trước thì công hạnh tu hành của Đức Phật, còn bây giờ là cái đại nguyện thanh tịnh như biển. Trong nhiều đời nhiều kiếp mà cái đại nguyện độ sanh của Đức Phật nó ghê lắm. Chúng ta nghe cái câu phát nguyện của Ngài Địa Tạng ở chừng đó là nó lớn lắm rồi. Nhưng mà Đức Phật ví dụ như từ cái thở mà mới làm Bồ Tát của Đức Phật á, thì chính bản thân của một vị tiền thân đó, Ngài hiểu rất là sâu về cái việc sinh tử của chúng sanh. Nhớ giống như nãy mình nói, khi mình bước ra được một cái rồi mình nhìn lại mình thấy nheo nhúc chúng sanh hả, là cái đau khổ bám dính với họ như là một cái gì ghê gớm lắm mà. Nhưng mà trước đó mình cũng đã từng dùng dãy với cái đau khổ này. Nhưng rồi khi mình khoan mình bước ra mình thấy rõ ràng là người ta tháo không được, người ta gỡ không ra. Mà cái chuyện tháo gỡ đó chuyện rất là nhỏ với mình, cho nên mà gấp rút quay trở lại. Các vị thấy lạ lắm, nên không có rảnh để mà nghỉ ngơi. Gần như không có phút giây nghỉ ngơi trong cũng muôn ngàn cái thời gian sinh tử liên tục sắp tới. Khi mà thấy được đạo lý rồi nó cũng điều rất là lạ đó. Như mình nếu mình làm mệt mình còn nghỉ hết đời, mình muốn yên ở mình nghỉ ngơi, tại mình cảm giác cái đời sống này nó mệt quá rồi, nó mệt mỏi quá với tất cả những cái hơn thua của thế gian rồi đúng không, những cái tranh giành, những cái giật dọc, những cái điều mà của thế gian. Là nếu mà bây giờ mình nằm lại mình nghiệm á, kia mình quay lại đời sau để thành người như vậy nữa, mình còn phải nói là cái óc sao nó nghe nó lạnh lạnh. Cũng gán trở lại nhưng mà nghe nó lạnh lạnh làm sao á, chứ nó không có hăng say. Nhưng các vị Bồ Tát là không có chuyện đó. Các vị Bồ Tát thì cũng từ là phải xông pha trở lại gấp rút thì không kịp cứu. Cứu như cứu người bị ngộp nước vậy đó. Thành ra nó là một cái gì đó rất là gấp rút, chứ nó không có thể chậm trễ được. Mà cái tâm niệm của tất cả các vị Bồ Tát đều luôn là như vậy hết. Không phải một đời mà muốn vạn kiếp về sau họ đều làm như vậy hết. Cho nên cái nguyện của các vị Bồ Tát mà tu hành trước khi thành Phật là lớn lắm, không có thể nói là bình thường như chúng ta nghĩ. Như Lai pháp thân bất tư nghì, như bóng phân thân khắp pháp giới, khắp nơi xiển minh pháp diệu màu, tịnh quang Thiên Vương được giải thoát. Cái này hồi nãy mình cũng có nói rồi. Mấy cái này thì không cần phải giải thích ha. Chúng sanh nghiệp hoặc luôn che đậy, kiêu mạn phóng dật lòng buông lung, Như Lai vì họ giải pháp lành, thiện mục Thiên Vương đã rõ biết. Như là trúng tới mình đó. Chúng sanh nghiệp hoặc luôn che đậy. Chúng ta chưa bao giờ phải nói là cái gì đó, mở được bức màn nghiệp tập để mình thấy được trời cao đất rộng.
cả muôn ngàn kiếp sinh tử của mình, chứ không phải đời này nha. Cho tới giờ phút này đã trải qua nhiều ngàn kiếp rồi, chúng ta bị che chắn bởi cái lớp nghiệp tập của chính mình. Mình chưa bao giờ mình nhìn sự việc nào mà thoát ra khỏi cái nghiệp hết. Chưa bao giờ mình nghe một cái gì mà ra khỏi cái nghiệp người của mình, đúng không? Rồi bây giờ mình là người thôi à. Bây giờ mình có thấy cái gì ra khỏi cái nghiệp người chưa? Chưa, đúng không? Đó, cái nghiệp tập, nghiệp người nó đang che mình. Cho nên mình thấy mọi việc chỉ thấy bằng mắt thôi, chứ mình đâu có thấy bằng cái khác đâu. Thấy bằng mắt thì nhãn thức liền phân biệt. Nhãn thức theo chiều hướng nghiệp tập của mình mà nhận định sự việc phù hợp với cái nghiệp của mình ở đó. Cho nên mình nhìn một sự việc, mình nghe một sự việc, mình sẽ hiểu cái sự việc đó. Mình hiểu sự việc đó thì ngang với cái gì? Ngang với kiến thức của mình. Chứ mình có hiểu gì ra khỏi kiến thức mình không? Chưa. Chưa thì vậy là nghiệp vẫn còn che ngang đó. Nghiệp ngăn ngang đó là mình không thể nào phá nổi cái bờ này hết đó. Cho nên muốn phá vỡ được cái bờ nghiệp tập, việc che chắn của nghiệp tập là một cái công lực lớn lắm. Thế đến độ mà mình công phu á, công phu mà mình chưa thoát khỏi được cái nghiệp của chúng sanh á, thì cái tường trắng giữa chúng sanh và thánh hiền nó vẫn còn nguyên đó, mặc dầu được định. Ở trong định rồi nhưng mà cái nghiệp nó vẫn còn trắng mình lại ngang đó, ngăn che mình để mình không có thấy được đạo màu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mình cũng thấy mình đang ở định nè, mình cũng thấy mình đang thanh tịnh nè, mình thấy mình đang ở sâu trong thiền định nè ha. Mình thấy mình đang nhập định, mình nhập định là mất thời gian, rồi mình cũng nhập định là mất không gian, cũng đủ thứ chuyện giống như người ta. Nhưng mà bị gì? Nhưng mà vẫn còn bị nghiệp chúng sanh che chắn, cho nên không thấy được chân lý. Xác định rồi vẫn còn nguyên đó. Nghiệp che đến mức độ đó đó, chứ còn nghiệp che bình thường để mình có thể làm những cái chuyện sai lầm để mình tiếp nối sanh tử là cái nghiệp đó dễ thấy rồi. Nhưng mà những cái nghiệp của thiền định á, mà vượt ra không được thì chúng ta mới thấy đó là một cái khó. Thật ra tới phút đó mà để mà đổi là đập bể cái tường thành nghiệp tập để mình bước một bước ra ngoài chúng sanh á, thì phải mất một cái thời gian công phu không biết là bao nhiêu kiếp á. Thật ra đến có lúc có những người có định lực sâu nhưng mà nhập định rồi thì thôi à. Có khi họ nhập định họ tịch luôn nhưng mà không chứng thánh quả nha. Nhiều lắm à. Có nhiều người ngồi tới rất là nhiều trăm năm nhưng mà chứng thánh chưa chắc. Chưa chắc. Ra chúng ta mới thấy muốn phá được cái nghiệp của người là một cái gì đó nó khó khăn vô cùng, chứ không phải dễ mà phá bức tường nghiệp tập đó đâu. Ở đây nữa là cái nghiệp của chúng sanh thì rất là nhiều. Lòng kiêu mạn phóng dật buông lung của chúng ta nó cũng không ít, phải không? Với mình đó thì mặc dù mình chưa thấy biết đạo lý gì, nhưng mà học lem nhem vài ba chữ rồi mình có thể lý luận được với người này người kia rồi, thì mình cũng có khả năng thuyết pháp độ sanh. Nên chỗ này mình cũng nói vài ba câu được để thể hiện mình là người có học, có tu, rồi có công phu, rồi có chứng được cái này, cũng có đắc được cái kia, rồi mình cũng thấy mình ngon lành. Bản ngã nó bắt đầu nó sanh. Ai mà tu mấy chục năm mà càng lúc mà càng thấy mình tu dở, không được cái gì, thì hy vọng là cái ngã nó tiêu tiêu từ từ. Chính cái ngã tiêu mình bao giờ mình thấy mình được số 1. Ngã nó tiêu tới đến lúc mà mức mà tan biến thì mình luôn luôn ở cái hàng chót. Nhưng mà cái ngã mình không tiêu, luôn luôn mình thấy mình ở hàng đầu. Cho nên khi mà chúng ta học đạo mà được gặp một cái người mà hơi mạnh tay chút á, chúng tôi dùng từ là nếu mà mình có phước mình gặp được ông thầy mà mạnh tay á, búa kìm đầy đủ, búa kìm đầy đủ, ông này ông đập mình á, biết bao nhiêu trận rồi, là xích là méo miệng méo hoài thiệt sự á, mới mềm mềm lại một chút chứ nó cứng ngắc ra. Có rất là nhiều người rất là cứng một cách rất là kỳ lạ. Có những cái chuyện mà mình nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần mà họ cũng cái kiểu đó, nó lạ vậy đó. Nhưng mà có những người là chắc là cái duyên tu cũng nhiều kiếp rồi, chỉ cần mỗi gợi nhắc mình thôi là họ có thể thay đổi mềm mại. Thì cái đó là hiếm đó. Cái đó là đời này hiếm lắm.
Còn thông là ông thầy ông tay kìm ông tay búa chứ không lúc nào mới kìm búa được thì mới làm mềm mềm ra giống cái này nó cứng ngắt rồi này. Cái lỗ tai nhiều khi là phải dùng cái kìm búa đục cho nó lủng lủng thủng thủng một chút mới nhét vô được chữ rồi chết rồi. Mà cả đời có nhiều khi nhét chữ rồi không vô nữa. Thành ra là cái kiêu mạn rồi cái phóng vật buông lung của mình, mình nó thì tu không có tới đâu. Thì mà vậy mà không có dành thời gian tu, mà thời gian ăn thì nhiều, vậy thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Cái thời gian đó là gần như quan trọng. Bây giờ hỏi ra về nhà chuyện gì quan trọng nhất? Ví dụ như giờ tới chiều nữa ha, là không có ăn cơm. Rồi là học ở đây rồi về trễ tới nhà 7-8 giờ tối không ăn cơm, chuyện gì quan trọng nhất? Chuyện lục nồi là quan trọng nhất. Lục nồi tắm rửa nghỉ cái nữa là quan trọng nhất, chứ không phải là tranh thủ rửa ráy tắm rửa sạch sẽ để mình ngồi thiền tụng kinh. Đâu bao giờ có chuyện đó, không có cái chuyện mà tinh tấn như vậy đâu. Chuyện tinh tấn nó lúc khác rồi, đi cả ngày nay mệt quá rồi không? Cái này mệt quá rồi về nó gán ăn cái gì lót bụng để lên nằm nghỉ cái đã rồi mới nói chuyện sau. Gần như mình dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn là cái thời gian của cái việc mà sắp xếp công phu. Đó cho nên là cái buông lung phóng vật với mình nó lớn lắm. Mà cái này muốn điều phục cũng không phải là đơn giản đâu. Luôn luôn khép mình trong cái tình trạng công phu quyết liệt là nó là một cái gì đó thể hiện cái đạo lực của mình đã từng tu. Cho nên mình không có làm nguội cái công phu của mình xuống được. Ai mà đã từng công phu mà để mà gọi là hâm nóng mình rồi á ha, mình nguội lạnh chút mình cảm giác nó là cái gì đó mất mát. Tính nó chỉ cần nguội xuống thôi là mình như là một cái người mất của lớn rồi, mất kho gạo rồi. Ra phải tranh thủ phải dành thời gian ngồi để khôi phục lại công phu, hoặc là mình ở yên hay mình làm cái gì đó để khôi phục công phu trở lại. Thì cái này là đã đạt đến một cái đỉnh điểm tinh tấn lớn rồi. Chứ đa phần là chúng ta hay buông lung phóng vật lắm, ít có khi nào mà chúng ta tinh tấn tốt được. Nhất thiết thế gian chân đạo sư vì cứu vì độ mà xuất hiện, chỉ cho chúng sanh chỗ an vui, phong nguyệt thiên vương đã thâm nhập. Cái này thì dễ, không cần giải thích ha. Cảnh giới chư Phật bất tư nghì, tất cả pháp giới đều cùng khắp, vào nơi các pháp đến bờ kia, dũng huệ thấy được lòng mừng rỡ. Đây là cái ngày dũng huệ thiên vương thấy được cái gì? Thấy được đó là cảnh giới của chư Phật bất tư nghì. Cái này là mình cũng nói rồi không? Cảnh giới chư Phật là không có thể dùng cái đầu để có thể nghĩ tưởng được rồi. Tất cả pháp giới đều cùng khắp, không có chỗ nào không phải là cảnh giới của chư Phật. Đây là cái điều mà chúng ta mới thấy là rất là khó. Khi một người thấy được chỗ này cho nên dũng huệ thấy này không mừng cũng không được. Tại vì á, ví dụ bây giờ cảnh giới của Đức Phật nó cùng khắp, thì chỗ chúng ta đang thấy, chỗ chúng ta đang nghe ở đây nè, là có không? Có cảnh giới của Đức Phật. Và nó đang hiện hữu khắp không gian, khắp thời gian. Không có chỗ nào không có cảnh giới của Đức Phật đó. Mà cái từ mà chúng ta hay nghe quen á, nghe quen là gì? Tất cả các pháp đều là Phật Pháp. Thì vậy là Phật hiện ở tất cả các pháp, tất cả các nơi ở hư không, vũ trụ này, chỗ nào cũng là cái chỗ của Phật hiện, chỗ nào cũng là cái chỗ đáo bỉ ngạn sang bờ bên kia hết á. Mà một phen mình thấy được tới cảnh giới này là một cái gì đó lớn, chứng quả Phật rồi, chúng ta mới đủ sức, đủ tầm thấy cái này. Chứ không thôi là cũng không phải dễ mà có thể thấy được điều này đâu. Khi mà chúng ta công phu, chúng ta nhìn tất cả các cái, chúng ta nghe tất cả các cái, lục căn chúng ta tiếp xúc lục trần mà thanh tịnh là một cái gì đó là lớn với mình lắm rồi, đúng không? Nhiều đây là mình công phu đã mệt mỏi rồi. Nhưng bây giờ mình thấy tất cả đều là hiện cảnh giới Phật. Ở đây là Phật cảnh giới hiện. Cảnh giới chúng ta đang ngồi là cảnh giới của Phật. Nhưng bây giờ mình thấy nổi cảnh giới Phật bất tư nghì này không? Khó đúng không? Khó, rất là khó. Thì mình lột cái lớp không biết bao nhiêu ngàn lớp chúng sanh của mình ra nữa mình mới hí hí được miếng cái đựng nó là thấy rõ. Còn bây giờ biết bao nhiêu cái lớp nghiệp tập chúng sanh của mình nó dày, cho nên nói thì mình cũng sang qua cái tưởng này để mình tưởng, nói mình cũng sang qua cái tưởng kia để mình tưởng, chứ bây giờ mình thấy được cái sự thật này đâu. Cái sự thật này nó luôn luôn rõ ràng,
đến một cái ngày ha, ví dụ như bây giờ mình nói thì vậy là tâm thức mình có thể hiểu và chấp nhận á, là ở nơi đây là Phật cảnh giới. Ở ngay tại chỗ chúng ta đang ngồi ở đây, ngay tại cái đạo tràng này, hoặc là tất cả những nơi mà chúng ta thấy biết tới được, thì tất cả những chỗ đó đều là cảnh giới của Phật, đều là Phật hiện tiền, đều là đáo bỉ ngạn sang bờ bên kia, chứ không phải là đây là cõi Tra Bà Ô Trượt nữa. Đây không phải như vậy đâu. Nhưng mình vẫn thấy đây là cái gì? Đây là cõi Ta Bà, đây là cõi trần. Thì mình là cái gì? Mình là người phàm trần. Cho nên nói mình đang ngồi trên đất Phật của mình không tin. Chứ ai cũng ở trong cảnh giới Phật, ai cũng hòa trong cảnh giới Phật, ai cũng ở trong cảnh giới đó. Cái cảnh mà bất tư nghì đang hiện tiền sáng suốt thanh tịnh này, tại mình không có đủ cái tầm để mình có thể chấp nhận cái hiện thực đang có này. Đó là cái sai lầm của mình. Tức là chúng ta không có đủ cái sức để có thể thừa đương cái sự thật chúng ta đang hiện trong cảnh giới Phật. Thành ra ông chư thiên này thấy một cái là thiệt là mừng, mà không biết mừng nhảy cái kiểu nào. Không biết mừng nhảy cái nào. Đến một ngày nào đó chúng ta công phu tới chỗ này, chúng ta mới thấy rõ ràng là cái chỗ nào cũng thanh tịnh, mà thật sự thanh tịnh chứ không phải là tưởng tượng. Khi chúng ta ra hết những cái lớp chấp trước sai lầm về kiến thức, về công phu, về hiểu biết, và tất cả những cái kiến giải, những cái ký ức, những cái trình độ, cái khả năng gì đó cũ xưa nhất của mình, tự động nó tuôn đổ hết, sạch sẽ hết, không còn bất kỳ một cái gì. Những cái liên quan tới thân, tới tâm, những cái sự bám chấp từ xưa tới giờ của mình, cái gì mà thuộc về thân, cái gì thuộc về tâm, một phen tự động tan biến sạch. Tới lúc đó mình mới thấy rõ ràng là hiện tiền cảnh giới Phật. Thế còn mình còn có một cái gì gợn lăng tăng của chúng sanh đang ở đây thì chắc chắn mình thấy không nổi. Mình vẫn còn là mình ở đây thì mình thấy không nổi. Cho nên muốn nhận thấy được cảnh giới Phật bất tư nghì thì thực sự là mình phải mất mình, mất hút, tan biến và mất hút. Nên không còn có một cái vết tích gì ở trong cái hư không này á, phải gọi là mất vết tích của mình. Chứ bây giờ mình còn nhiều vết tích quá, còn nhiều quá. Mình còn nguyên cục ở đây là cái như mình thua rồi. Cho nên muốn thấy được cảnh giới Phật hiện tiền là mất dấu tích của mình, mất hẳn, mất. Không còn có cái chỗ nào có thể tìm được mình ở đâu nữa trong không gian vũ trụ này. Thì mình hiện nguyên hình của mình là cảnh giới Phật. Nguyên hình của mình là cảnh giới Phật. Mình dám không? Thật ra tương ưng với cảnh giới Phật của chư Phật mười phương không có khác nhau cái gì. Thì mình lúc đó mình mới thấy rõ ràng là cảnh giới Phật thật sự là bất tư nghị. Tới chừng đó là cảnh giới Phật bất tư nghì. Chứ nếu không chúng ta chỉ là cái người mà cứ hiểu hướng về chuyện đó, để chúng ta hiểu, chúng ta có thể chấp nhận chuyện đó, chúng ta có thể gật đầu nghe lý luận đó là đúng, lý luận này là phải, thì tất cả những cái đó chúng ta chỉ thêm cái hiểu biết, thêm cái ý thức, thêm cái ý niệm, thêm cái chấp nhận, chứ còn không phải là lột bỏ tất cả những chấp nhận đó. Cho nên tới cảnh giới này để mà có thể hiểu được là chúng ta phải tháo gỡ hết, chúng ta phải mất hút, chúng ta phải tan biến hoàn toàn, mất dấu tích hoàn toàn trong không gian. Thì hy vọng là chúng ta thấy cảnh giới này. Nếu có chúng sanh đáng dạy bảo, nghe Phật công đức phát đạo tâm, khiến trụ phước hải thường sạch trong, Diệu Quang Thiên Vương hay quán sát. Tức là ở đây ngài Diệu Quang này có được khả năng là có một chúng sanh đáng để dạy bảo. Thì khi một chúng sanh đó nghe được, nói tới Phật, cái phát được cái đạo tâm của mình, thì ngài lại khiến cho chúng sanh trụ ở trong cái chỗ mà học đạo để tu tập. Thì cái khả năng người này có khả năng làm chuyện đó. Giống như mình, phải không? Mình nói chứ mình cũng là chúng sanh đáng được dạy bảo lắm. Mình cũng nghe Phật Pháp, mình cũng muốn học, mình cũng muốn tu, mình cũng muốn được giác ngộ giải thoát, chứ không phải là mình không muốn. Nhưng có điều nghiệp mình nó che, đụng đầu nào nó cũng che mình hết trơn, đúng không? Xây bên trái nó che bên trái, xây bên phải nó che bên phải, nó không tha mình, nó phải cho mình kẻ hở rồi mình thấy trời xanh cũng đỡ. Nếu không mình ngước lên mình thấy trời xanh là mình thấy đâu, trời xanh mình đang thấy cũng là một cái lớp bị nghiệp nó che nữa. Mình đang thấy trời xanh nhưng mà theo nghiệp của mình. Nhưng mà đến lúc mình lột cái mặt nghiệp mình ra rồi, mình vẫn thấy bầu trời đó, nhưng mà không phải như bây giờ. Lạ lắm.
Bây giờ rồi sanh rồi ban ngày chúng ta thấy sanh, rồi ban đêm chúng ta thấy tối, nhưng mà thật sự tới lúc đó là không có còn tối nữa. Nghiệp nó làm tối mình. Ở trong kinh Lăng Nghiêm hồi trước mình học, mình nghe Đức Phật nói là hư không này, nếu không có mặt trời, không có mặt trăng, không có đèn thì hư không sẽ tối, đúng không? Giống như nửa trái đất của mình mà không có mặt trời thì nó tối. Nhưng cái đó là khi chúng ta còn trong nghiệp của chúng sanh nha. Đến hồi chúng ta ra khỏi cái nghiệp người của mình, cái nghiệp chúng sanh á, nghiệp người thì cũng chưa có thoát, ra khỏi nghiệp chúng sanh rồi mới thoát khỏi cái tối tâm ở trong cái hư không vũ trụ này. Thì mình mới thấy rõ ràng là cái rực sáng. Thì cái rực sáng một phần á, tại vì mình ra khỏi nghiệp chúng sanh là một phần tự mình tỏa sáng rồi. Và mình thấy được tương ưng với những cảnh giới tỏa sáng của một số các vị, ví dụ như mình ngang cái tầng chư thiên thì ngang những cái tầng chư thiên nó sáng với ánh sáng của mình, thì mình thấy rõ ràng cái bầu vũ trụ này là hòa trong ánh sáng của chư thiên là đủ để có thể làm sáng cái vũ trụ này rồi, chưa nói tới Bồ Tát. Tới cái tầng của các vị Bồ Tát thì rõ ràng là khắp hư không này sáng rực, tới Đức Phật là thôi chang gọi là sáng rực như ánh sáng mặt trời giữa trưa. Thực sự hư không này nó sáng như vậy, chứ không phải hư không này là tối đâu. Nhưng mà bây giờ mình còn trong nghiệp người thì mình không phá nổi những cái lớp che chắn của nghiệp tập, cho nên mình thấy rõ ràng hư không này nó tối. Ở cái chỗ không trời, không mặt trời, không mặt trăng thì và không ánh đèn thì hư không nó sẽ tối. Mười phương quốc độ số vi trần, tất cả chư Phật đều đến họp, cung kính nghe pháp là cúng dường. Tinh tú tràng vương đã thấy được. Ông này lại có một cái điều phước lạ nữa nè. Tức là mười phương quốc độ vi trần của tất cả chư Phật là đông vô số kể, mà ngài được cái duyên là gì? Được cung kính đảnh lễ để cúng dường, chứ không phải một Đức Phật mà quá nhiều Đức Phật. Mười phương chư Phật số như vi trần là hết đường để đếm rồi, hết đường để tính rồi, đúng không? Vậy mà ngài Tinh Tú Tràng đã được thấy, được gần gũi thân cận để cúng dường, thì rõ ràng là ông này cũng phước lớn lắm rồi đó. Chúng sanh tâm hải chẳng nghĩ bàn, không trụ không nương cũng không động, Phật nơi một niệm thấy rõ ràng, diệu trang nghiêm vương khéo rõ biết. Ở đây là hồi nãy là cái nghiệp tánh của chúng sanh không nghĩ bàn. Bây giờ ở đây nó là chúng sanh tâm hải. Hồi nãy là nghiệp, bây giờ là tâm, không? Rõ ràng cái tâm mình có nghĩ có bàn nổi không? Tâm chúng ta từ sáng giờ chúng ta có thể gom lại để nói chuyện nhiêu không? Không thể nghĩ bàn được. Mà thấy cái thấy của mình bây giờ mà mình thấy tâm á, là mình chỉ thấy cái hiện tướng của cái tưởng, tức là một phần tỷ ly thừa tỷ nhỏ nó hiện tướng thôi. Chứ còn cái cuồn cuộn của cái tâm hành của mình nó ghê gớm lắm. Cái tâm mình như cái biển thiệt á. Ở đây gọi là tâm hải chúng sanh không nghĩ bàn, đó là một cái sự thật á. Y như cái biển nước cuồn cuộn á. Nó không có phải là những ý niệm mà mình thấy là mình bị loạn tưởng, là mình thấy là bị động tâm, mình nhớ người này, mình buồn người kia, là đó là những ý niệm rất thô, nó hiện tướng nhỏ, rất là ít, rất là ít. Chứ còn cái tâm thật của mình là nó ghê gớm lắm, không đủ sức, với một cặp mắt phàm phu của mình là không đủ sức. Cho nên mình thấy được ý niệm rồi mình diệt trừ ý niệm, giống như mình ra giữa cái đại dương, mình bóp bể một cái bong bóng ở trên cái mặt đại dương mênh mông kia, không có giải quyết được cái gì hết. Thì ra những người mà dụng công để trừ vọng tưởng, để diệt vọng tưởng này nọ kia là cái chuyện mà giống như chạy vòng vòng bờ biển mà đập bể mấy hòn bọt, không giải quyết được cái gì giữa cái biển mênh mông sinh tử đó. Thì ra cái tâm hải chúng sanh là không thể nghĩ, không thể lường được. Không trụ, không nương, cũng không động, Phật nơi một niệm thấy rõ ràng. Thứ nhất là nó không có chỗ trụ, thứ hai nó không có chỗ nương, thứ ba là hoàn toàn bất động. Nếu mà nói tới cái chỗ mà không trụ, không nương, không động này thì cái này chỉ có Phật không? Một niệm Phật đó thì thấy rất là rõ về cái chỗ này. Thì cái tâm của chúng ta, nếu mà nói về cái động á, thì nó là một cái gì đó, tất cả những ý niệm sinh tử động không có một cái khoảnh khắc nào tạm dừng. Nhưng mà nó có một cái gì đó
nó mênh mông, nó rộng lớn, không thể nghĩ lường. Cái này là cái bất động, cái này là cái vô trụ á. Thì cái đó là chỉ là cái tâm Phật, Phật tâm mới có thể tương ương với cảnh giới đó. Còn cái tâm niệm của một chúng sanh thì nó rõ ràng là nó luôn luôn dao động bất an. Thì Diệu Trang Nghiêm vương khéo rõ biết được cái điều này. Một niệm thôi ha, của Phật, Phật thấy rõ. Ngài Diệu Trang Nghiêm cũng thấy rõ, những người chứng đạo cũng thấy rõ tất cả những cái tâm hải của chúng sanh. Còn cặp mắt thường như mình thì mình thấy chỉ là những cái lớp màng khơi khơi ở trên, ở bề ngoài, chứ chúng ta không thể thấy được. Thời phần Thiên Vương được giải thoát môn, phát khởi thiện căn của chúng sanh, khiến họ lìa hẳn u não. Ông này lại có một cái năng lực là gì? Làm cho chúng sanh nó sinh cái thiện căn để thoát hẳn u não. Ví dụ như bây giờ mình đang mình ngồi mình rầu một cái chuyện gì quá, nhưng nếu là mình gọi là có cái thiện căn lớn á, cái mình được một cái người xuất hiện ngồi xuống bên dỗ về mình, nói mình ít câu để cho mình hết u não, đó là vị thiện phần, thời phần Thiên Vương này giúp đỡ mình đó. Thấy chưa? Nhiều khi mình ngồi mình buồn mà mình không biết cái cách nào để giải khuây, để qua được cơn buồn này, hoặc là mình không có quá giải được cơn buồn, thì mình có khi mình lại Phật sám hối, có khi là mình niệm Phật, có khi mình tọa thiền, mình làm đủ cách nhưng mà qua cũng không được. Nhưng nếu được một cái người mà hiểu mình, họ nói một câu cái mình qua. Có không? Đó là cái vị Thiên Vương này tới rồi đó. Tức là vị này có khả năng làm cho chúng sanh lìa cái u não. Mà như vậy là mỗi lần chúng ta được một cái sự chia sẻ để giải quyết cái bầu tâm sự nặng nề khổ đau của mình, là biết là có vị chư thiên này chúng ta ha. Ngày 31 mà nếu ai có bị u não, u bi khổ não nhiều thì nghĩa là mời cái vị là thời phần Thiên Vương tới cứu tôi. Thời phần Thiên Vương tới cứu tôi chứ đâu là lót ra không khỏi á. Cho nên là nhớ tên vị này, thời phần Thiên Vương. Diệu Quang Thiên Vương được giải thoát môn, vào khắp tất cả cảnh giới. Tức là ông này hiểu khả năng tu tập của ổng, cảnh giới nào ổng cũng có thể tới được. Vô tận huệ công đức tràn, Thiên Vương được giải thoát môn, sức đại bi dứt trừ tất cả khổ hoạn. Ông này hơi bị khó, cái công lực này là khó lắm. Tại vì thật sự mà muốn cứu một người mà hết khổ hẳn luôn có dễ không? Khó. Thế vậy á, rất là nhiều cái vị Bồ Tát mà nhiều khi á, thương một người xuống đây ha, một đời giảng dạy tu tập, thì người này nhích được bước một rồi phải đời sau tiếp tục. Đời sau tiếp tục á, có khi 50-70 đời mình mới thở phào nhẹ nhõm là thấy người này cất bước nhẹ nhàng đi trong sinh tử, không còn khổ não nhiều, chứ còn dứt trừ tất cả những khổ hoạn là cũng chưa nữa. Chứ không phải chuyện đơn giản được. Đeo theo mà dạy tới 50 đời mà chưa giải quyết được 100 đời thì hy vọng là người này á mới có thể giải quyết được cái khổ hoạn của mình trong chuyện. Thế vậy á, muốn dứt một niệm thôi, dứt một niệm khổ đau của một người đó đã là khó. Mình đã tu có nhiều lúc mình phải tự gọi lại gì, tự ngồi lại mình nghiệm lại tự tâm mình sẽ thấy. Nhiều khi mình cũng gán cười để cho qua, mình gán lấn lướt gì để cho qua, chứ còn sâu ở trong tâm của mình, cái gốc của cái khổ của cái sự việc đó chúng ta không bao giờ dám đối diện giải quyết. Phải không? Chúng ta có nhiều cái nỗi khổ mình không dám đối diện. Mà ai không dám đối diện với nỗi khổ thật của chính mình thì mình ứ ở trong đó chứ không phải giải quyết đâu rồi à. Báo cho biết trước là còn ứ ở trong đó. Mà nó còn ứ trong đó nó trở thành những cái uất kết. Quốc kết nếu mà đời này mình giải quyết không được là mình ôm cái đó đi đời sau. Cho nên người tu phải dám đối diện với sự thật của chính mình. Khi những cái cơn khổ, những cái nỗi khổ mà xảy ra với cuộc đời của mình, mình nên ngồi đối diện thật sự chứ đừng có tránh né. Đừng có xua, đừng có tránh né. Nếu khổ quá chịu hết nổi rồi, hết nổi rồi cái lại Phật, cái tụng kinh, sám hối làm gì đó để cho nó qua cái chuyện đó đó. Nhưng mà thật sự đó là một cách để chạy trốn. Chúng ta đừng bao giờ chạy trốn mà phải đối diện sự thật.
đối diện sự thật thì hy vọng mới giải quyết được. Còn nếu chúng ta không đối diện sự thật là chúng ta không bao giờ giải quyết được nỗi khổ của chính mình. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Nên ra phải nhìn nó coi nó khổ kiểu gì. Quý vị không biết là khi nào có giỡn, có gọi là ngắm nghía một cái nỗi khổ của mình chưa? Không phải là giỡn, là thiệt á, chứ làm thiệt á. Làm thiệt tức là bây giờ mình nghe là bắt đầu mình nó nặng cái đầu ha. Nghe nó căng ra với một cái chuyện gì đó. Mình ngồi mình nghiệm rõ ràng là mình đang khổ với một cái đối tượng đó, phải chưa? Mình phải nằm đó, phải lắng tâm thực sự sâu để mình coi cái mình người đó, mình nhớ họ, mình nhớ mình thương hay là mình nhớ mình thù. À, mình thương họ, mình thương cái kiểu gì? Và thương như vậy thì cái tình cảm sẽ đi tới đâu? Nó nặng trọc nó ra làm sao? Nó đau đớn thế nào? Nó quằn quại, nó khổ đau thế nào? Rồi mình khóc. Mình phải khóc cho nó hết nước mắt của cái cơn đau này mới được. Cái là mình đâu có dám khóc đâu, mình khóc sợ người ta biết nữa. Tại sao mình phải khóc hay gì đó, mình nghẽn không hết. Để cho nước mắt nó tuôn cho hết tới cái mức độ tận cùng của nó. Đó, mình phải khổ, phải coi nó, phải ngóng nghía nó. Y như mình coi một tuần phim, một nghệ sĩ đang khóc trên sân khấu làm sao thì mình khóc còn hay hơn nó nữa. Mình phải khóc thật sự vậy đó. Trút cho hết cái cơn sầu đó thì hy vọng là mới nhẹ được cái bầu tâm sự, chứ thôi là mệt lắm. Nhưng mà mình không có dám đối diện, tức là từ xưa giờ chúng ta dùng cái từ là cái gì? Chúng ta không có dám đánh đệ bể cái bức tường thành che chắn của mình. Gần như là mình bị dừng lại phân nửa hết đó. Vẫn có nhìn, nhưng chúng ta nhìn không hết. Vẫn có theo đuổi một cái nỗi đau nào đó nơi lòng, nhưng mà chúng ta không có theo đuổi lâu. Nhìn ra nó không có, gọi như là không có bứt gốc được, không bứng tận gốc được. Người ta mới có nửa tường thành chết ngộp trong đó. Giống như là không đủ thần thông qua dạng lý tường thành, qua phân nửa chết luôn trong. Chúng ta phải làm sao phải qua cho được. Cho nên mọi cái gần như chúng ta phải đối diện. Chúng ta phải đối diện thật. Bởi vì thì không được chạy tới ông thầy gì. Ví dụ như bây giờ tôi bị đau đi. Ví dụ tôi bị đau răng, tôi bị đau bụng, tôi bị nhức đầu là tôi phải đóng cửa lại để tôi ngắm nghía cơn đau này liền. Phải như vậy mới được. Thường là chúng ta đau, chúng ta nên ngắm nghía lại nó. Cơn đau nào nơi thân xác này, cơn đau nào nơi tâm hồn của mình. Nếu mà chúng ta có thời gian thì nên đối diện liền. Như là lỡ ban ngày á, lỡ ban ngày nó gọi là công việc nhiều quá thì tối là chơi với chính mình, không? Chơi đến mình là lóc cửa lại. Rồi bắt đầu nổi lên trở lại đi ha, gợi cho nó đau cho tới đứt ruột, đứt gan gì đó thì cũng phải cho nó sống vậy. Cho nó sống vậy. Nó đau cho tới tận cùng một lần là quý vị sẽ thấy rằng hôm sau mình khác hẳn. Mình thấy hết về cái nỗi đau đang xảy ra nơi tâm, phải thấy hết à, không có được khuất mất à. Hơi buồn quá không thèm nghĩ tới, hơi khổ quá không thèm nghĩ nữa, hơi khó chịu quá thôi giờ mình không muốn nghĩ là không có được. Nó khó chịu cỡ nào, nó buồn cỡ nào, nó khổ cỡ nào, nó rai rứt cỡ nào, nó bất an cỡ nào, chúng ta cũng phải để cho nó lòi hết cái mặt nó ra. Một lần như vậy, quý vị mà ngắm nghía một cách tròn trịa vậy là coi như mình qua. Chứ không ôm ấp qua đời sau. Qua rồi là nó hết hẳn nơi mình mới được rồi nha. Chứ không phải là nếu mình ngắm nghía nó đã rồi cái bây giờ gặp mặt người đó là không thèm nói chuyện, không có chuyện đó. Ý như người bình thường mới toanh là coi như chúng ta giải quyết xong. Còn nếu gặp mặt này đó mà còn có lưu một chút kỷ niệm xưa, dù là kỷ niệm gì là không phải mới hẳn. Với tất cả những cái gì từ xưa tới giờ với họ là mình không bao giờ quên. Nhưng mà những cái chuyện đó nó không gây phiền hà mình hết đường rồi, hết đường để gây đau khổ tôi rồi, hết hẳn luôn. Nhưng mà nếu mình không có làm được như vậy là không qua. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên là muốn giải quyết được cái khổ thực sự với chính mình là mình phải làm sao đó, phải tu tập. Ở đây cái vị Bồ Tát này có cái khả năng là gì? Dứt trừ tất cả những cái khổ hoạn trong cuộc đời. Có những cái nỗi khổ khác, chúng ta có những cái sai lầm để mình phải ngồi đó, mình ân hận, mình thổn thức. Đó cũng là một cái nỗi khổ. Một cái sự sai trái trong cái lúc mà chúng ta thiếu bình tĩnh, mình nói lỡ lời với ai đó, sau này mình ân hận, mình cũng cảm giác mình khổ. Tất cả những cái nỗi khổ này vị Bồ Tát ngoài gọi là cái gì? Vô tận huệ công đức tràng thiên vương này đủ sức để có thể giúp mình.
À, đến một lúc nào đó mà cái khổ sầu chúng ta không giải quyết được, bị bế tắc à, thì kêu à, vô tận huệ công đức tràn thiên vương ơi. Khổ quá rồi, giờ gỡ giùm chứ. Có những cái mà thiệt á, mình thấy con người ta bị dướng vô nỗi khổ giống như dướng cái móc câu rồi á, bị nuốt cái lưỡi câu vô gần cổ rồi á, vô một chút nữa thì cũng lủng bao tử, mà kéo ra thì cũng tét cái miệng ra là cái để nó dính luôn. Dính luôn mà nuốt con trôi, nhả không được, phải lưỡi câu rồi chứ gì nhả. Mà tôi thấy nhiều người bị khổ kiểu đó lắm á, với những cái chuyện mà thiệt á, mình thấy nó không có cái gì ra cái gì hết á. Ở cái chuyện mà hơn thua một lời nói thôi mà họ nuốt cũng trôi thì tôi cũng không hiểu làm sao ấy nha. Tôi nhìn thấy ở đây có những cái người mà tu á, tăng đi á, hai người đó ở Trung Liêu, lớn tuổi lớn rồi, phải nói là chúng đi lớn á, mà tôi thấy hai người ngồi gần nhau là nuốt cơm không xuống nữa. Tôi thấy rõ ràng luôn nha, nuốt không trôi. Rồi cho người này ăn bàn này, người kia ăn bàn kia thì hy vọng ngon chút. Rồi thấy hai người ngồi mà chung bàn cái, tôi thấy người này nuốt có trận lấy người kia ăn cái. Nuốt không phải xuống, ngộ lắm, tôi không hiểu làm sao mà cái khổ gì kỳ cục. Mà không biết là hơn thua nhau ví dụ gì. Nhưng mà nuốt không có trôi. Đó cái chuyện mà bực nhau chút trong tăng đoàn, tăng chúng sống chung trong chùa con chút xíu thôi. Mà nửa đêm cái chuyện của người này là người kia cảm giác là khó chịu ngủ không được rồi. Mà ví dụ như ai ngủ ngáy thì mình cũng ngủ được rồi, mà người này ngáy là mình ngủ không được à. Kỳ cục. Trong tăng chúng nó kỳ lạ nhiều cái lắm. Có những cái nỗi khổ mà mình thấy mình nằm mình cười chết luôn á. Nhưng mà người ta khổ, khổ được thì hay, chứ mình không biết vậy là khổ, khổ làm sao, nhưng mà người ta có thể khổ được. Có những cái tình cảm cũng vậy, cũng không có cái gì mà cứ buông thì buông không nổi, mà nuốt thì nuốt không trôi, tới thì tới không được, mà lui thì lui không xong, y như mắc nửa câu nghe cổ rõ ràng á, mới cười lắm. Nếu mà chừng nào mình gỡ không được cái kêu vậy Bồ Tát này ha. Thiện hóa đoan nghiêm thiên vương được giải thoát môn, rõ biết tâm của tất cả chúng sanh trong ba đời. Thì cái này không có khó, biết người ta có ba đời. Không biết ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai thì khó, chứ còn biết mà cách đây ba đời thì chắc chắn là không có khó. Nhưng mà biết từ quá khứ, hiện tại và trong tương lai thì cái này là thánh trí mới có thể có khả năng biết cái này. Còn ông này thì chỉ biết ba đời thôi, trong ba đời, tức là trong vòng ba đời trở lại thì cái này không có khó lắm. Trọng trì Đại Quang Minh Thiên Vương được giải thoát môn Đà La Ni, Quang Minh ghi nhớ tất cả pháp không quên mất. Cái này là cũng hơi bị khá rồi nha. Đối với tất cả các pháp của Phật mà nói ra mà không quên mất đỉnh đầu có như A Nan rồi, phải không? Tương đương A Nan rồi. Qua một cái gì đó thật sự hoàn toàn không mất. Nhưng có điều là mình đem lại mình nhớ theo thứ tự mình không đủ sức thôi. Chứ với mình nữa ha. Cái chuyện mà 1000 kiếp về trước là mình để nguyên đó, mình chứa hết rồi. Không mất miếng nào, dù không có muốn nhớ đi nữa cũng không mất được. Đây là điều mà báo cho một tin mừng. Là không ai mất miếng nào hết trơn á. Còn nguyên từ xưa tới giờ, mình nói câu nào mà nói lén ai, nói gì là nó không có cái sót một mãi may nữa trơn. Mình nghĩ xấu người ta đây nữa nó cũng còn nguyên nữa trong đó đó, không mất miếng nào đó. Nhưng có điều là đem ra xài ở lúc nào và đem ra xài có thứ tự hay không thì mình chưa đủ sức. Nó đủ sức làm cái chuyện đó. Cái A Lại gia thức mình chứa thì không sót miếng nào trong đó nữa. Đến một cái ngày nào đó, đó mình mà mình tu tập tốt, mình chứng được túc mạng thông rồi ha. Khi chứng túc mạng thông thì một cái điều rất kỳ lạ là muốn nhớ từng đời thứ nhất qua đời thứ hai, qua đời thứ ba, đời thứ tư thì nó cũng thể trật tự và thứ lớp. Nhưng cũng muốn nhớ 8000 đời về trước không cần qua thứ lớp thì tự động nó cũng hiện cái nút 8000 ra cho mình nhớ rất rõ ràng. Đó là cái điều rất đặc biệt của người chứng túc mạng thông à. Chứ không phải ví dụ như cái máy mình cài 4 cái cùng băng á, thì 10 cái bài đi, 10 bài mình mở máy lên mình muốn nghe bài số 1 thì mình nhấn nút 1, nghe bài số 10 mình nhấn nút 10 thì máy điện tử nó có khả năng nó cài chuyện đó. Thấy chưa? Nhưng mà khi chứng túc mạng thông hay lắm, nó không cần phải cài máy kiểu đó đâu.
chợt mình muốn nhớ lại cái đời thứ 801, là tự vọng nó hiện nguyên một cái đời 801 của mình ra, là từ nhỏ sanh ra làm sao, lớn lên làm sao, ăn gì, uống gì, học gì, ngủ gì, nhõng nhẽo, khóc kiểu gì, mặc đồ mới đồ cũ ra làm sao, tất cả mọi cái đều xảy ra y như mình coi trên cái tivi gì đó, y như bật tivi để coi lại hay vậy đó, y như là chúng ta bấm màn hình video để chúng ta coi lại cái cuồng phim 8001 kiếp. Nó rõ ràng không mất miếng nào, không mất một mảy may luôn. Đó là một cái chuyện, cái chuyện mình đã đi nói dốc với ai làm sao, mình đi tám với bà nào làm sao là cái gì nó hiện hết. Mới giấu được miếng nào rồi. Chứng túc mạng thông nó có một cái điều kỳ diệu đó. Cho nên là khi mà những người chứng túc mạng thông mới có thể chứng minh được tất cả các pháp thế gian là không mất. Các vị thánh chứng minh được điều này. Cho nên là khoa học bây giờ là muốn giữ, muốn lưu trữ này nọ kia bằng máy móc, là gần như họ cũng mang máng hiểu được cái điều này, họ mới chế cái loại máy để lưu trữ. Chắc là họ cũng có hiểu được chút xíu về cái chuyện này. Chứ còn đối với đạo Phật thì cái chuyện là không cần máy móc. Cho nên đó là bữa nay ví dụ lên đây chúng ta học nè, coi là từ sáng giờ bấm nút cái rột một cái là thâu hết rồi đó. Nhưng mà chừng nào nghe lại được hết bài pháp này đó thì chưa biết. Chứ còn bấm nút thâu còn sót chữ nào đâu. Từ sáng giờ nó nói kiểu gì cũng vô máy mà nó trơn rồi, có nghĩa là thâu hết rồi. Yên tâm còn nguyên, không bao giờ mất bài nào. Cho nên nếu mà chúng ta học từ đầu tới cuối cái bộ Hoa Nghiêm này thì rõ ràng là không có lọt một chữ ở bên ngoài được với mình. Có điều là mình mở được cái trang nào để mình nghe lại là vấn đề của mình, đúng không? Và đời nào mở lại thì đó là vấn đề của mình. Chứ đời này ví dụ như nó vừa vô cái nó bị lấp á, mình tưởng tượng vô nó gần như nó bị cuốn sâu vô, nó bị lấp sâu vô. Tại vì cái ngôn từ của Phật Pháp cũng như cái bài kinh này nó chưa đủ lớn để nó lấn át. Ví dụ như nó đủ lớn để nó lấn át nghiệp tập thì nó mới vô thì nó nằm ở khúc đầu, đúng không? À, khúc đầu, cho nên mình muốn bấm lại khúc này để mình nghe thì mình có thể bấm lại mình nghe nó dễ dàng. Tức là mình muốn nhớ lại những câu lời ở trong kinh thì mình đem ra nó rất là dễ. Như lần này vô cái nó bị nó bị quay số trộn lộn rồi, giữa cái bài kinh bữa nay với cái chuyện hôm qua, với cái chuyện cách đây 5-10 năm, với những cái số kiến thức gì gì đó trong cuộc sống của mình, cái nó thành đống xà ngầu. Mà ra muốn sàng lọc lại để mà nghe lại bản kinh này với chính mình thì khó. Nó phải điện nói anh Thâu Văn sang cho mình cái đĩa mình nghe. Cho nên mình nghe thứ tự là mình nghe không nổi. Chứ còn đáng lý là cái máy thâu của mình tốt hơn máy kia nhiều lắm. Máy lưu trữ của mình là cũng số 1 thế giới này. Chưa có cái hàng hiệu nào có thể so với cái máy lưu trữ của mình đó. Thế giới chưa chế được cái máy thứ hai. Nó hàng hà xa số chuyện như vậy, chứ không sót miếng nào. Trọng có điều là đến một cái lúc mà khi cái tâm của mình đó, mình thấy cả cái vũ trụ này rất là trật tự, thì lúc đó nó sẽ thành trật tự trở lại. Ngộ vậy đó. Bây giờ mình thấy rõ ràng là con người luôn luôn là xáo trộn, xã hội là xáo trộn, cái cuộc sống của mình là gần như không có cái gì trật tự hết. Vũ trụ này chưa thấy được cái trật tự của nó. Chúng ta chưa thấy được cái trật tự của vũ trụ. Cho nên những cái điều mà chúng ta đã thâu băng là chúng ta chưa sắp trật tự trở lại. Như một phen chúng ta nhận thấy được cái trật tự của vũ trụ này rồi á, thì trong lòng chúng ta từ đây rẹt một cái 84.000 kiếp đó là sắp trở lại đàng hoàng liền. Hay vậy đó. Giờ là một đống xà nồi, nhưng mà tới một ngày nào đó là chúng ta sẽ sắp xếp được cái kiểu đó. Thật ra nếu mà chúng ta tu tập tốt thì mình tự gọi là cái gì đó, trật tự hóa cái tâm của mình lại, trật tự hóa nghiệp tập mình lại, trật tự hóa những cái sinh hoạt ngang muôn kiếp của mình lại, để mình cần nghe đời nào, mình cần hiểu, cần học đời nào là mình sẽ học được. Và nhất là những cái bản kinh mà mình cảm giác là đó là những bản kinh cần để mình có thể ôn đi ôn lại nhiều lần nữa tâm, để mình có thể sống được trong cái thánh trí của Đức Phật. Thì vậy là mình bấm đúng cái nút bật ra, nhắm mắt nó bắt đầu nó hát. Nó hát. Chứ không cần máy phát ngoài, máy trong cũng phát hay hơn máy ngoài. Nhưng mà không biết lần sau mình chưa có xài được, uổng thôi. Tức là mình chưa có gọi là cái tay gọi là thành thạo xài cái máy của mình. Cho nên mình bấm nút nó lộn hoài, muốn bấm băng này cái nó phóng băng kia. Mình muốn dạo lại kinh Kim Cang cái nó nhớ lại bữa hôm qua đi bán cãi lộn với bạn ngoài xóm. nó lộn nút, chứ còn đúng ra là bấm đúng nút là ra kinh Kim Cang rồi, lại bấm lộn. Cho nên cái máy của mình là tuyệt vời nhất.
gắng điều chỉnh lại, hoặc là nghiên cứu trong thiền định để mình mò lại những cái nút trật tự trở lại là mình sẽ bấm ra. Bất tư nghì huệ thiên vương được giải thoát môn, phương tiện bất tư nghì khéo vào tự tánh của tất cả nghiệp. Ông này lại có một cái công phu rất là hay là gì? Khéo vào tự tánh của tất cả nghiệp. Ví dụ như mình thấy một cái chuyện thì mình chỉ thấy trên cái bề mặt đó thôi, mình nhìn hoa mình thấy hoa thôi, mình nhìn người mình thấy người thôi, mình nghe tiếng mình biết âm thanh thôi, chứ còn để vào cái tự tánh của âm thanh là cái gì mình làm không nổi. Mình thấy cái nghiệp sân nổi lên nhưng mà vào cái tự tánh của nghiệp vào không nổi. Nhưng ông này thì lại có cái khả năng đó, tức là lại có một cái công phu để có thể nhập vào cái tự tánh chứ không phải thấy cái hiện nghiệp hiện tướng nữa. Thành ra khi thấy gọi là thấy xuyên thủng cái sự thật của vấn đề, thấy cái sự thật của cái khổ, cái tự tánh của khổ là cái gì, cái sự thật cái tướng, cái tự tánh của cái tướng đó là cái gì, chứ không phải là cái tướng đó là cái tướng nữa, mà thấy đến sự thật, tức là thấy đến được cái tánh của tất cả các nghiệp. Cho nên không bị lầm, thấy tự tánh của nghiệp là gì, là nghiệp chướng vốn lại không liền. Nhưng mà mình không thấy nổi tự tánh, mình thấy nghiệp là nghiệp, cho nên là mình sanh khổ, bị khổ với nghiệp của chính mình. Luân tê thiên vương được giải thoát môn, phương tiện chuyển pháp luân thành thục chúng sanh. Ông này lại có một cái hay là gì? Có được cái phương tiện chuyển pháp luân để thành thục chúng sanh. Thì đây cũng là một trong những cái phương tiện hay khéo trong đạo Phật á. Nói chứ muốn thành thục một con người khó lắm. Không, mình đi theo đây mà theo pháp mình học lâu nay á, mình theo pháp Phật mình học lâu nay mà nói mình được thành thục ở trong đạo Phật, thành thục nữa không? Khó thành thục lắm, không phải đơn giản là thành thục đâu. Nhưng mà ông này lại có cái khả năng công phu mà thành thục tất cả chúng sanh ở trong pháp màu của Như Lai là một điều rất khó. Với mình á, ví dụ như mình hiểu Phật pháp rồi, mình muốn cho cái công phu của mình được thành thục. Ví dụ như một cái pháp mà tọa thiền thôi, thì mình muốn mỗi lần mình ngồi là mình được định thôi, nó dễ không? Khó, rất là khó. Hoặc là bây giờ cứ gặp chuyện là mình cứ nghĩ cái điều tốt cho một người bạn mình thôi, có dễ không? Khó lắm. Nghĩ tốt nó ba chuyện cũng phải nghi nó xấu một chuyện rồi. Không bao giờ mình thành tốt là đụng ngàn chuyện là mình nghĩ người đó tốt hết ngàn, không có. Làm gì có được, người này cũng còn đi đất, người này cũng còn ăn cơm, mà làm gì nó tốt cái gì nó cũng tốt, thế nào nó không có cái xấu mà tại mình chưa thấy thôi. Đó. Nó tốt cỡ nào, khó có thể nào mà mình giữ yên được mình trong cái thiện tâm thành thục. Những cái thiện thành thục của mình á, là gặp cái chuyện gì mình cũng có thể nghĩ tới điều tốt, gọi là cái thiện thành thục. Nhưng mà cái thiện mình đâu có thành thục nổi đâu. Tôi thấy cũng có một số người tu tập rất là tốt, chuyện xấu, chuyện dở gì của người khác cũng có thể bỏ qua, cũng có thể trân trọng, quý kính, nhưng mà ít bữa rồi cái cũng nổi khùng khùng lên, cũng thấy xấu người ta. Không có dễ gì thấy tốt được rồi. Tức là cái thiện tâm mình lúc đó nó không còn thành thục nữa. Bây giờ thành thục là bây giờ cái chuyện gì cũng có thể thứ tha, chuyện gì cũng có thể bỏ qua, chuyện gì cũng có thể nhìn theo cái chiều tốt của nó được, thì cái thiện của mình nó quá thành thục rồi. Thì cái đó là cái điều mà nên ăn mừng. Mình không thể nghĩ xấu người khác được, mặc dù đương nhiên là cái chuyện nó rất là xấu, với cái nhìn của thế gian nó rất là xấu. Nhưng mà mình nhìn bằng cái nhìn của Phật pháp thì mình sẽ nhìn ra được một cái điều thiện ở trong đó. Nhìn ra được điều thiện để mình giữ được cái thiện tâm của mình, chứ không phải là cái người đó làm thiện. Nhưng mà ít ra thì cái thiện tâm nó phải phát khởi từ nơi mình, để mình có thể nhìn mọi việc theo cái chiều thiện của mình. Nhưng mà rất hiếm có cái công phu thành thục như vậy lắm. Nói như vậy chứ mà giữ được cái thiện tâm thành thục rất là khó. Họ có thể một lần gạt mình thì không có gì, đúng không? Tại vì cái nghiệp cũng nhiều kiếp, mình với người cũng có cái duyên gì đó, mình cũng vẫn thương, vẫn quý người đó. Nhưng mà gạt lần thứ hai, mình vẫn thương, vẫn quý, vẫn trân trọng người đó. Nhưng mà trong vòng nghĩ là không lẽ nó gạt mình nữa hả ta? nghĩ lại có vậy bị gạt nữa rồi, bị gạt nữa rồi, coi trong lòng mình coi làm sao còn có cái thành thục, cái tình thương của mình, cái thiện tâm của mình còn hướng về người đó bằng tất cả thiện tâm đó không? Lần thứ ba
Nó ba lần thôi chứ làm gì mà cuộc đời mình gạt mình riết rồi mình dám làm sao mình chịu nổi. Nếu mà nó tới mình nó gạt mình nữa thôi bắt đầu né né. Không, lần thứ nhất là mình có thể nói chuyện nhiều một chút, lần thứ hai nói chuyện bớt bớt một chút, lần thứ ba gọi điện ít nói chuyện hơn. Tại vì nói chuyện nó trước sau nó cũng gạt mình nữa à. Bắt đầu né. Thì vậy là thiện tâm mình bắt đầu nó có vấn đề. Nó bắt đầu có vấn đề liền. Đó, cho nên muốn giữ được cái thiện tâm mà gọi là nó thành thục, để mà cái tình huống thuận nghịch gì mình đối diện với mọi vấn đề vẫn nguyên là cái thiện tâm đó là khó lắm. Cho nên nó là cái thiện căn mình đủ lớn. Mà trước giờ mình hay nói thiện căn mình đủ lớn là gặp cái chuyện trái nghịch mà mình vẫn luôn giữ được cái thiện căn của chính mình. Không hề có một sự bực bội, không hề có một cái sự phiền hận, không hề có một cái ý niệm trả thù nếu mà người ta lỡ có giết mình mà người ta giết mình không chết. Mình không có nửa ý niệm hơn thua, chống đối, thù hằn nữa thì thiện căn mình mới đủ lớn. Còn chưa mà mới sơ sơ, mới gạt hết có tiền, hết tình hay là hết gì đó, hận gỡ không ra rồi thiện căn đâu có lớn đâu. Mà thiện căn vậy đâu nói chuyện có thể chứng thành cái gì trong Phật Pháp được, phá vỡ. Rất là khó có thể giữ được thiện căn lâu bền, đúng không? Thấy vậy chứ mà thiện căn chúng ta mà giữ được một cách tương tục á. Mình ví dụ như mình giúp một người, họ cứ ít bữa lại cái xin mình bao gạo. Tôi thiếu thốn này nọ kia, cái lúc đầu mình thấy cũng thương, cái mình cho ông bao. Cho ông bao vậy biết chở bao gạo mình ra bán, mình mua rượu nhậu chứ không có nuôi chúng, nuôi tăng gì hết trơn á. Ít bữa lại xin thêm bao nữa. Mà mình biết bữa đó là ra ngoài đường bán có mấy người Phật tử mét mình rồi, bây giờ có cho quan hỷ như kỳ đầu không? Khó rồi nha, bắt đầu lận cận suy nghĩ, để cho tăng chúng tôi ăn mất mới thì cho ông đi nhậu. Nó bắt đầu nó lận cận liền. Nhưng mà lần thứ hai vẫn cho được như lần thứ nhất, mới là giữ được thiện căn của mình. Rồi lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm ổng tới, ổng xin riết rồi ổng ăn quen, xin bao rồi ổng lên thành hai bao. Nó nay chúng tôi đông quá rồi nó lên hai ba người, mình biết rõ ràng là có mình ổng bán rồi đi ăn, đi xài, đi nhậu, chứ còn thật sự không có nuôi ai hết trơn á. Nhưng mà xin càng lúc càng lên lớp, rồi bây giờ thiện căn mình sao? Khó chịu, mà khó chịu là mất thiện căn. Cho hay là không cho? Cho thì bây giờ mình tiếp tay với kẻ ác, không cho thì thiện căn mình không để nở, bây giờ tính sao? Đó, đây là cái chuyện khó rồi nha. Đó, giờ cho hay không cho là nó đi. Chứ tôi là tôi không cho rồi nha. Tôi là dứt khoát không cho, nhưng mà bực bội là chắc chắn là tôi không bực bội rồi. Tôi cũng nói rõ ràng là nói bây giờ thì xài nhiêu thì xin nhiêu thôi, chứ đừng có làm quá. Không, thì làm quá thì mất phước của thầy thôi. Mình nói chứ tôi gặp cái tình trạng, đây là cái tình huống mà mình gặp thật chứ không phải là một cái lý dụ đâu. Mình biết chắc là anh xin nó đi khúc ra ngoài này là anh bán rồi. Mình có thể xin riết à, xin hoài. Xin mà nhiều khi nó mình không có thể tránh né được, mình phải cho. Nhưng mà mấy lần đầu mình cho mình cũng thông cảm, rõ ràng mình nhìn thấy. Có đôi lúc mình cũng nhìn thấy người ta mình thương thiệt, là người đó không có thể làm ra được tiền để xài, hoặc là họ rớt vào tình cảnh rồi thực sự họ cũng bức bách cái gì gì đó, mình cũng nhìn ra được nhiều điều. Nhưng mà cũng phải 5 lần 7 lượt à, nhiều lần để mình gọi là cái gì đó tạo được cái thiện duyên với nhau á, thì lúc đó mới nói chuyện được. Chứ lúc đầu nói không được, lúc đầu cũng không nên nói. Thành ra là muốn mà nói được một người ha nha, muốn nhét vô lỗ tai một người cái gì đó là mình phải chấp nhận. Chấp nhận hao tốn để tạo duyên. Phải cho 5 lần 7 lượt vậy thiện nữa. Mình lại mình phải ngồi, mình mời uống trà, mời uống nước hay gì đại khái vậy, rồi mình cho, mình tiễn đưa trong cái thiện cảm, rồi nó trong cái tâm tình nói chuyện qua lại, chia sẻ nhiều điều. Tới lúc đó mới bắt đầu mới khẽ đó. Rồi bây giờ vậy đó, thân quá rồi mới nói cho thầy biết là cái chuyện đó không nên, không nên, không nên. Ví dụ như vậy. Thì vậy là phải tạo được người ta một cái gì đó rất là thân thiện, mà mình thương người ta thiệt. Lúc đó mình không còn giận, không còn ghét, không còn hờn, không còn gì, thì lúc đó nói. Thì hy vọng là cái mới có thể giúp người ta. Chứ thôi khó lắm. Không phải là không phải cho, vẫn phải cho. Tới một cái ngày mà có thể nói được những tiếng nói thật lòng thì phải đợi, phải nói là tùy người, tùy lúc, tùy thời, thật sự mới nói được một câu. Thật ra là
Muốn thành thục một người khó lắm. Khó thiệt là khó chứ không phải chuyện đơn giản. Nếu mà những người có kinh nghiệm mà chúng ta thấy á, có là lúc mà trong tăng chúng hoặc là huynh đệ của mình muốn nói một câu với họ mình chờ lâu lắm. Không phải dễ nói đâu. Có những người mà mình chờ từ năm này qua tới năm kia để mà nói họ một câu vẫn không nói được. Nói được không có cơ hội, không phải là không cơ hội nhưng mà không phải lúc. Không phải lúc. Thì hỏi nhiều người nói chưa, ví dụ như có một cái chuyện của một cái người sai lầm mà cứ bữa nay người này nhắc hỏi thầy nói với người đó chuyện đó chưa, tôi nói chưa. Thì mai hỏi nữa, hỏi thầy nói chưa, tôi nói chưa. Hỏi làm sao nói chưa có giờ linh. Chứ thật sự là cái cơ hội, không phải không có cơ hội nói nhưng mà người đó lúc đó nói chuyện này không có được. À, chứ không phải muốn nói người đó là nói đâu. Đương nhiên là họ là đệ tử của mình, nhưng mà muốn nói cái câu đó với họ chưa chắc là mình nói họ nghe. Mà như vậy sẽ mất thời gian, thà là không nói. Nói chờ đúng cái lúc gõ một cái là hy vọng nó trúng. Gõ phải gõ trúng lỗ, trúng cái chỗ để cho họ có thể mà khai mở. Chứ nếu không rất là khó. Ra muốn thành thục một chúng sanh như một vị này thì khó lắm. Cho nên là chúng ta muốn thành thục bất kể một cái gì á, nhất là cái thiện căn chúng ta mà nuôi dưỡng á, chúng ta phải tập. Thế vậy chứ mình muốn giữ cái thiện căn mình phải gần như là mình phải kiên nhẫn với bản thân mình nữa. Kiên nhẫn trước một con người, kiên nhẫn với bản thân mình, kiên nhẫn với hoàn cảnh mình, kiên nhẫn gần như mọi cái để mình gìn giữ được cái thiện căn của mình là một cái gì nó khó lắm. Giống như bây giờ nha, tại vì ở đây mình cũng chưa có đủ thời gian để mình thử ai. Chứ ví dụ như muốn rèn một người á, ví dụ như hồi xưa tôi bị rèn á. Rõ ràng là mình cũng biết ông thầy ông thử mình đúng không? Ông thầy ông kia nó trồng cây. Nó trồng cây thì bị rồi, bị chửi rồi, kinh nghiệm chứ không có gì. Cho nên mình mới nói là thưa thầy bây giờ trồng chỗ nào thầy quan hỷ thầy cấm ở chỗ đó giùm con. Thầy cấm cọc con trồng đúng cái gì đấy đó. Chứ con không có đủ cái khả năng để con trồng đúng ý của thầy. Thì cũng đàng hoàng vậy đó. Cái bắt đầu không cấm. Rõ ràng không cấm cho ai. Vậy đó đồng chú quay lại chửi á. Trời ơi chửi như tắt bếp, như tạt nước vô mặt. Mày là cái này thứ kia thứ nọ. Mình lắm mình cũng kiên nhẫn. Đó mày lại đây mày đứng mày coi nè. Nó lệch rồi, nó đứng coi nó lệch rồi. Nó rồi thôi thưa thầy bây giờ thầy hoan hỷ. Thầy đứng đây thầy cầm cọc xuống đây giùm con ha. Còn con cáo dây lại kia con cầm cái cọc đó. Rồi lấy thước con phân con cấm từng cái như vậy là một cái đường thẳng rõ ràng. Cấm cọc là xin thầy quan hỷ kiểm tra lại trước khi con trồng. Rồi mình cũng bướng lên. Đó, cũng cấm cọc lại mày phải làm cho đúng cho tao ấy nha. Cái mình vừa trồng rõ ràng là nếu mà mình nói độ chính xác là chưa bao giờ lệch phân á. Mới giờ xong rồi gần tới giờ nghỉ ăn cơm rồi. Làm cho thêm một trận nữa. Thì vậy là trồng hết cái này là tới 1 giờ nghỉ giờ ăn cơm trưa mà cũng phải kiên nhẫn trồng lại. Chứ đâu có còn đường nào khác đâu. Chúng ta không chửi là kể như không đuổi khỏi chùa rồi sao tu. Phải trồng lại tiếp. Nói vậy đó. Đâu mình mà nếu mà không có được rèn trong những cái lửa đó là mình rất là khó có thể tiến bộ. Nhưng mà tại vì chưa ở đây nó không có thời gian để thử thách vậy. Chứ thử thách vậy chắc nay kiếm được 2 que ăn chùa không biết. Cho nên cái chuyện mà học đạo á, để mà mình gọi là mình thành thục mình thôi, làm một cái gì đó nó rất là mất thời gian. Chứ không phải dễ để mà mình có thể thành thục mình với một cái chuyện. Mình tỉ mỉ, mình tẩn mẫn với chính mình mài mò với một cái sự việc rất là kiên trì, kiên nhẫn để mình thành thục được mình nó khó lắm. Thành ra cái việc học đạo á, nói gì thì nói chứ mình muốn thay đổi được mình á, là mình phải thật sự rất kiên nhẫn với chính bản thân mình. Chứ hời hợt không thay đổi được đâu. Ví dụ chùa mà sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa lạnh lạnh là cái như rồi. Sao thay đổi được. Tôi thấy nhiều người giống như lục bình đôi sông. Họ ăn cơm, mình nhai bể hoặc cơm không, còn không biết nó nuốt chạy đi đâu, còn không hay nữa là kể như thua rồi. Chứ là một người mà nó là tu rất là kỹ thì bể mấy hạt cơm mỗi lần mình cắn là mình phải biết. Phải nói câu như vậy đó. Cắn lần thứ hai bể bao nhiêu hạt, bể bao nhiêu phần trăm mà nó cái vị nó ra làm sao. Tất cả mọi cái gần như mình rất là tỉ mỉ với những cái hành động rất nhỏ cho bản thân mình. Thì chính những cái tâm tinh tế tỉ mỉ đó
nó mới có thể gìn giữ mình rất là kỹ trong mọi cái thấy nhìn trong đời sống. Mình mới phát hiện ra cái đúng cái sai của mình trong lúc công phu. Chứ nhiều người sai không biết, công phu sai mà không biết thì thôi nói gì nữa, làm sao được nói cái chiều sâu tâm linh để có thể chứng quả thánh hiền, đó là cái điều rất là khó. Cho nên người tu thấy vậy đó, chứ còn người nào mà không kỹ thì rất là khó tu, phải dùng cái câu như vậy. Kỹ kỹ lắm luôn á, chứ không phải kỹ thường thường. Rất là kỹ lưỡng, rất là tinh tế, rất là chính xác. Không có tinh tế chính xác thì khó có thể tiến bộ sâu về tâm linh. Đây là điều mà mình nói biết. Hời hợt tu cũng được đâu. Hời hợt làm cái gì thì được, nhưng mà đối với chuyện tu không thể hời hợt được đâu. Tại vì càng lúc mà cái tâm mình nó càng thanh tịnh thì cái nhìn của mình nó càng sâu, nó càng tinh vi. Và càng sâu càng tinh vi thì mức độ chuẩn xác nó càng lúc càng chuẩn xác. Và nhất là những cái bước chuyển công phu á, phải nói là chuẩn tới một ngàn phần ngàn, không có lệch. Không có lệch được. Lệch chút là chết mình á, lệch chút là mất mạng á. Ở ngoài công phu bình thường mình thấy nó không có gì nha, nhưng mà tiến sâu vô công phu sâu á mà lệch cái là thôi rồi rồi. Không có cái vụ mà khoan khoan đâu. Tại vì lúc mà hạ thủ công phu không có chuyện khoan. Đấy, những cái khúc quanh để mà mình quyết định sống chết sinh tử, không có cái chuyện khoan nhượng. Mà đi sâu trong chuyên môn mới thấy cái này nó là một cái gì cần lắm. Mà muốn như vậy thì từ cái đời sống đời thường mình phải có một cái gì đó nó phải thực sự chuẩn mực. Không có hời hợt được. Người tu mà hời hợt không phải người tu đâu. Cho nên mình học cái phẩm mà thanh tịnh, mình thấy là từng ly từng tí. Nói ví dụ như bước chân xuống giường là mình phải đọc bà kệ câu chú, mà mấy đây tăng ni học thuộc lòng chưa chắc là đã đọc. Nhưng mà ai đủ trầm tĩnh để khi bước xuống giường mà đọc, bước xuống là phải bước như thế nào, bước chân nào trước, bước chân nào sau, rồi phải như thế nào rồi mới đọc, thì tất cả những đó là những cái kinh nghiệm riêng, chứ không phải chuyện đơn giản. Khi mà giảng trở lại cái phẩm thanh tịnh đó là mình sẽ nói lại những cái chuyện đó, để mình thấy rằng rõ ràng muốn giữ được cái tâm thanh tịnh trong từng sát na một trong đời sống tu hành là một cái gì đó nó tinh tế lắm, không có đơn giản. Nếu như là thấy người tu đến một cái lúc mà họ tự do, họ đi đứng tự do, chứ trong đầu họ hả một cái mãi mai không có thể sai sót được ở trong này. Mặc dù nói cười cười sinh hoạt xã hội làm việc bình thường, nhưng mà không bao giờ họ thả lỏng cái trong được. Tại mình làm chứ không thể thả lỏng công phu được đâu. Thật ra là phải tinh tế, phải gọi là đạt tới cái đỉnh điểm gọi là tinh anh, tinh vi thực sự mới là cái người chuyên tu. Còn tu mà hời hời hợt hợt ở bên ngoài chơi sống cho nó qua ngày đoạn tháng, cho nó vui thôi, ở trong chùa cho nó vui thôi, chứ không được cái gì đâu. Gõ mỏ tụng kinh để rồi trả nợ áo cơm thì được. Chứ còn gọi là tu để mà được giác ngộ giải thoát mà như vậy là không giải quyết được chuyện gì hết trơn á. Thật ra chúng ta có thể thử cái căn cơ của một người tu dễ lắm, không có khó. Dễ lắm. Đấy, chỉ cần á lên bàn ăn nhìn cũng biết. Chỉ cần á là thấy họ cầm cái chổi quét cũng biết. Đấy, rồi là họ chỉ cần lấy cái áo hoặc là họ mặc là mình nhìn thấy mình cũng biết. Nói chung là tất cả những hành động mình chỉ cần mình nhìn cái là mình biết cái căn cơ người này tới đâu. Người này tu được đến cái trình độ nào liền. Mà vậy là muốn sửa một cái người đó để cho họ tinh tế trở lại, để thành thục họ trở lại là mất mấy chục năm luôn mới sửa một người thành thục. Không phải dễ đâu. Nó thế vậy chứ một cái việc mà tu tập bình thường thì dễ lắm, không có khó gì. Vì tới giờ tụng kinh, tới giờ ngồi thiền, tới giờ ăn cơm, tới giờ ngủ xong viện. Cái chuyện đó là quá dễ đối với cái giới tu rồi. Nhưng mà nó khác cái gì trong đó để đi sâu vào tâm linh là một cái con đường hoàn toàn khác hẳn với những cái sinh hoạt tôn giáo hiện có bây giờ. Khác lắm, không có thể nào mà nói chuyện lơ tơ mơ mà có thể ăn được cơm của thánh hiền. Ăn cơm chúng sanh thì được, mà ăn những bữa cơm của thánh hiền á là phải là một cái tâm nào đó đạt tới một cái cảnh giới nào thật sự mới nếm được cái hương vị, những cái gọi là cơm hương tích đồ này nọ của thánh hiền, nó là một cái gì đó nó khác. Nói cho nên cái người tu chúng ta phải khéo, phải ngay từ đầu xây dựng một cái tâm lực chúng ta phải rất là mạnh, phải thể hiện với sự quyết liệt, quyết tâm và hết sức là chuẩn mực.
phải được điều chỉnh cái gọi là cái nút, nhấn cái nút mà đi vào công phu phải được điều chỉnh ngay từ đầu rất là chuẩn. Thì đi chậm đi mau nó cũng đúng, nhưng mà lệch chút rồi đi càng mau thì nó càng xa. Đó là điều mà cái người tu chúng ta phải biết. Và chắc bữa nay chúng ta dừng cái buổi nói chuyện ở đây ha. Thì sau chúng ta sẽ học tiếp. Ở tuần sau là chủ nhật cuối tháng rồi. Vậy là chúng ta học được mấy thời rồi ta? 4 thời. 4 thời Kinh Hoa Nghiêm. Cái phẩm này chắc kéo dài cũng khoảng không biết chắc cả 10 thời nữa quá. Rất là Hoa Nghiêm nó có một cái nó giống giống cái gì? Như cái hệ thống Kinh Nguyên Thủy á, là một câu của Đức Phật rồi Đức Phật là lặp lại lần hai, lặp lại lần ba, đa phần là lặp lại lần thứ ba. Thì lặp lại lần thứ ba cũng một cái câu nói đó để cho hồi xưa thì trong cái thời tăng chúng cũng như là Phật tử nghe và thuộc hết, rồi Đức Phật mới nói qua phần mới. Hồi xưa cái cách thuyết pháp là như vậy. Bây giờ chúng tôi cũng vẫn thấy hình như là Miến Điện vẫn còn phải sử dụng cái kiểu đó. Thì ra thuyết pháp chúng ta thấy lặp lại lần hai, lặp lại lần ba, lần một và lặp lần hai, lặp lần ba. Một bài thuyết pháp không có tải nội dung nhiều, ít lắm, nội dung rất là ít, để cho thính chúng thuộc hết cái bài pháp đó. Còn mình á thì mình học cái bản Kinh Hoa Nghiêm thì mình thấy là nó không phải nó giống trong hệ thống Nguyên Thủy, nhưng mà quá kỹ. Thay vì là trời tứ thiên vương có bao nhiêu vị, mỗi vị đều thấy cái gì lướt qua một cái xong hết rồi, nhưng mà này không có, kể từ ông trời ra mỗi ông có cái gì rất là kỹ, để mình thấy là một tràng gọi là châu báu để mà trang nghiêm cái pháp hội Hoa Nghiêm đó. Là nó từng mắt rất là nhỏ, tức là từng vị chư thiên rất nhỏ, mỗi người có hạnh hết tất cả những cái công phu, những cái thấy biết, những cái tu chứng đó mới thành hình cái hội Hoa Nghiêm được. Thật ra chúng ta cũng phải đi từng bước. Một cái công hạnh của mỗi người mà chúng ta được gặp ở đây á, là các vị đã trải qua hàng muôn kiếp tu hành. Chúng ta đọc lướt qua trong vòng mấy phút đó, nhưng mà thật sự mà mình phải thể hiện cái gì đó, thể hiện cái tâm tôn kính của một cái người đã mất rất là nhiều cái công phu công hạnh tu hành họ mới đạt được một cái như vậy. Như mình đọc mình thấy thường đúng không? Mình đọc lướt qua và mình có giải thích đi nữa thì nó cũng mất có mấy giây à, mấy phút à, xong rồi. Và nếu như vậy mình sanh nhàm chán là cả như mình không có thể nào giữ hội Hoa Nghiêm được. Đó. Cho nên khi mà mặc dù nó kéo dài nhưng mà mỗi ông nó mỗi một cái sắc thái, mỗi người rõ ràng một sắc thái. Và những sắc thái này không phải của bản Kinh Hoa Nghiêm, cũng không phải của mấy vị chư thiên đâu, mà sau này chúng ta tu tập á, tất cả những cảnh giới của mấy ông chư thiên này mình có hết. Mình phải chứng hết tất cả những cái điều của các vị chư thiên này thì mới thành được cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứ nếu một trong những cái điều này mà mình sót á, là đừng có hòng. Nó nói để cho chúng ta biết như vậy. Cho nên chúng ta học kỹ từng ông vậy, để chi? Để mình thấy rõ ràng đó là cái cảnh giới mà tôi hay nói quen với nhau. Là quý vị có cảm giác quen thuộc không á? Có những cái mình cảm giác quen thiệt, quen rồi, hoặc là đã có, hoặc là mình hiểu rất là sâu điều đó, thì hy vọng là mình đã có cái gì nếm trải trong cái công phu đó rồi, công phu để đạt được cảnh giới đó. Nhưng mà mình phải chứng được hết tất cả những cái mà chư thiên đã chứng. Thì sau này tới các vị Bồ Tát cũng vậy. Ví dụ như vị Bồ Tát thì đã từng có hàng hà sa số những cái tam muội, hoặc là những cái đạo quả giải thoát như các vị chư thiên đã có. Thì có nghĩa là vị Bồ Tát là đã trải qua hết tất cả những cảnh giới các vị chư thiên này. Và Phật là gì? Là kết tràng của tất cả những cái hoa báo này mới thành một vị Phật. Nên là tất cả những cái cảnh giới này là tất cả những cái cảnh tâm chứng của mình, chứ không phải 81 cái tâm chứng theo cái kiểu của Ngô Thừa Ân rồi đâu. Nó còn nít lắm rồi, nó còn nhỏ xíu thôi. Đây là hàng hà sa số cảnh giới tu chứng của các bậc thánh hiền, mà mình phải bước qua từng bậc này mà hết á. Thế vậy chứ một đời, hai đời, năm đời, mười đời gì đó, là tất cả những cái vị mà mình đã đi qua gần như là mình đã có một hai chỗ là mình đã có. Có đó, để mình nghiệm lại mình nhớ hồi xưa mình học như vậy thì rõ ràng bây giờ mình tới như vậy. Tới, không tới những cái cảnh giới này thì không bước vào cảnh giới Hoa Nghiêm được.
Nhưng mà không chứng hết những cái điều này thì gần như là cái pháp giới tánh toàn chân chúng ta chưa hòa nhập. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Đó, cho nên là mặc dù nó dài nhưng mà chúng ta phải thấy rằng là cái giá trị của bản kinh nói là tại sao bản kinh Hoa Nghiêm đây là gần giống như một cái phẩm tựa của bản kinh Đại Thừa. Mà thường là phẩm tựa bản kinh Đại Thừa là nó nói hết tất cả nội dung của bản kinh, hiểu không? Thì cái phần đầu trong cái phai khai màu là mình đã nói rồi, cái đó là cái bao hàm cái cảnh giới mà tột đỉnh của chứng đắc cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái cách mà kinh điển Đại Thừa hay nói. Thế là những cái lời nói đầu là gần như nói hết, nói tột, nói tận cùng. Sau đó bắt đầu giải thích từng món rất là nhỏ. Thì kinh Lăng Nghiêm này, kinh Hoa Nghiêm mình quá kỹ đi để nói từng quả, từng quả, từng quả, từng quả, từng quả của từng vị. Thì tất cả những cái quả này đều thành Hoa Nghiêm. Đó, trong cái phẩm này, học hết cái phẩm này là chúng ta đã chuyển tải hết cái nội dung của những cái phẩm sau. Như rồi những cái phẩm sau lại là chi tiết của những cái phẩm này nữa. Cái phẩm tựa là nó thu tóm tất cả những cái gì của các phẩm sau. Và các phẩm sau lại bắt đầu phân tích những cái chi tiết của cái phẩm tựa này. Cho nên bản kinh Hoa Nghiêm nó lớn ở cái chỗ đó. Nội cái phẩm tựa không là mình đã mất hôm nay là coi như là 8 buổi nói chuyện rồi. Nhưng mà chưa, mới có một, hồi nào cũng phải hai phần mà hình như là tôi thấy mình như mới có một phần, phần 3, phần 4 gì đó thôi. Phẩm này còn rất là dài. Thôi chúng ta nghỉ ha, ngày sau chúng ta học tiếp. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ. Xin trọng ơn tất cả
đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, ánh đạo vàng tỏa khắp nhân gian. Ôi Cực Lạc, ôi Niết Bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ dạng nghìn thu. Sao lắm mau muốn về, đêm làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật Tổ Oai Linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông. Xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, ánh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi Cực Lạc, ôi Niết Bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ dạng nghìn thu. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ dạng nghìn thu.